Chuyển cảnh, tại bãi công xưởng hoang phế, ba tên bắt cóc đang ẩn thân trong đó. Nhưng sau khi cảnh sát chính phủ liên tục mạnh mẽ công kích 3 lần đều vô dụng, hơn nữa bản thân thương vong nặng nề. Đây vẫn không phải là nguy cơ nghiêm trọng nhất. Phải biết ở đây có lượng lớn nguyên liệu dễ phát nổ, một trận giao hỏa vừa rồi của hai bên đã khiến cho bên trong công trường hóa chất bùng lửa. Cho nên cần phải nhanh chóng cứu con tin ra. Đoán chừng không vượt quá 5 phút nữa, những nguyên liệu hóa chất liền sẽ phát nổ. Mà cấp trên đã hạ mệnh lệnh cứng rắn xuống, nhất định phải bảo vệ an toàn của con tin, không được xuất hiện một chút sai sót. Cứ như vậy liền khiến cho độ khó của công việc giải cứu tăng thêm rất nhiều. Nhưng cũng may hiện trường có một vị cao nhân tọa chấn, chính là phó môn chủ của Thái Cực Môn, Nhậm Thiên Hành. Rất nhiều nhân viên quan trọng ở hiện trường đều đem hy vọng phó thác trên người ông ta. Nhậm Thiên Hành vung tay một cái, chỉ là ba tên giặc cỏ mà thôi, không cần phải kinh sợ như thế. Lão phu xuất thủ nhất định khiến bọn chúng có đi không có về. Nghe vậy thị trưởng Trần Á Phu thở phào một hơi, có câu này có Nhậm tiên sinh, chúng tôi liền an tâm rồi. Nhậm Thiên Hành nhàn nhạt nói, không cần, Phó Thanh Minh vốn chính là đại đệ tử môn hạ của ta, chuyện này liên quan đến danh tiếng của Hình Ý Môn, nếu như truyền ra ngoài, Hình Ý Môn cũng không vẻ vang gì. Lúc này cục trưởng Triệu gọi đội viên đặc chiến tới, đề phòng vạn nhất, ngài vẫn là dẫn theo bọn họ đi. Còn chiếc áo chống đạn và khẩu súng này, dẫu sao súng đạn không có mắt, thời khắc quan trọng vẫn có thể giữ mạng. Nhậm Thiên Hành mặt đầy vẻ không thèm đến xỉa, dựa vào tu vi của lão phu còn cần thứ đồ chơi này sao? Thị trưởng Trần cũng ở một bên liên tục trách mắng. Sao anh lại làm thế? Chút nhãn lực này đều không có, mau chóng thu lại đống sắt vụn này đi, đừng ở nơi này làm mất thể diện nữa. Cục trưởng Triệu mặt đầy hổ thẹn, hoang mang đem trang bị thu lại. Xác thực là tôi nghĩ nhiều rồi, khiến Nhậm tiên sinh chê cười rồi, Nhậm Thiên Hành ngạo mạn mở miệng nói. Thời kỳ Tam Quốc, Triệu Tử Long vì cứu tiểu A Đầu, ở giữa trăm vạn tào quân, giết tới 7 hồi. Hôm nay lão phu bất tài cũng muốn noi theo cổ nhân, các ngươi cứ đợi mà xem kịch hay đi. Chủ nhiệm Trương vội vàng vỗ tay khen hay, Nhậm lão tiên sinh quả nhiên là phong phạm cao thủ. Thời gian cấp bách, chúng ta nắm bắt thời gian cứu người đi. Nhậm Thiên Hành mỉm cười, không cần gấp, trước tiên cho lão phu một ấm trà ngon, nhuận giọng lại nói. Cũng chính vào lúc này đám người Lý Tiểu Phàm nhanh chóng tới. Chủ nhiệm Trương lập tức quát mắng, tên tiểu tử ngươi tới đây làm gì, chúng ta đã tìm được cao thủ giúp đỡ, chỗ này không có chuyện của ngươi, tức thời mau chóng cút đi. Lý Tiểu Phàm quét Nhậm Thiên Chính một cái, liền nhìn ra tu vi của đối phương. Vượt qua nội kình đại thành võ giả, nhưng vẫn chưa chạm tới ngưỡng cửa tông sư, cùng lắm chỉ có thể gọi là một nửa tông sư. Hắn căn bản không được, tôi khuyên ông vẫn là đừng đi vào tìm chết. Nhậm Thiên Hành lập tức phẫn nộ, ngươi nói cái gì, lại dám coi thường lão phu. Nể mặt nhiều người như vậy, lão phu không cùng người tầm thường so đo, không muốn chết thì mau chóng cút xéo. Ở Sở Châu, ngoại trừ thiếu niên tông sư đó ra, lão phu có thể nói là thiên hạ vô địch thủ, người thì tính là gốc rễ ở đâu. Lý Tiểu Phàm lạnh lùng cười một cái, ha ha, bản lĩnh không có, tinh khí thì ngược lại rất lớn, ta chính là thiếu niên tông sư đó. Nhậm Thiên Hành ha ha cười lớn, tiểu tử, nếu như ngươi là tông sư, vậy lão tử chính là đại gia thế giới. Lời này vừa ra, khiến cho đám người một trận cười trào phúng. Sở Thiên Chính cũng nhìn không nổi nữa, vừa muốn mở miệng liền bị Lý Tiểu Phàm đưa tay ngăn lại. Ta là tới cứu người, không phải tới chứng minh thân phận. Cái này không có chút ý nghĩa nào cả, nếu ngươi không muốn chết, lát nữa lúc tiến vào, liền thành thực ở sau lưng ta. Nhậm Thiên Hành cảm nhận được xấu hổ nhục nhã, nhất thời nổi giận nói, ngươi thì tính là thứ gì, nói khoác không biết ngượng. Nói xong, ông ta vọt tới bên mép tòa nhà, sau đó chỉ thấy chân ông ta đạp một cái, thân thể nhẹ nhàng bay lên, phiên nhược kinh hồng. Ông ta có ý lộ ra một chiêu này là để dọa sợ Lý Tiểu Phàm. Đám người kinh hô một tiếng, thế mà lại là khinh công. Thủ đoạn đẳng cấp này bọn họ chỉ thấy qua trên TV. Chủ nhiệm Trương xoay người, lạnh lùng quét mắt qua Lý Tiểu Phàm, nhìn thấy chưa, đây mới là cao thủ. Cùng với người ta so sánh, cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Đợi lát nữa liền gánh chịu lửa giận của ông ấy đi. Lý Tiểu Phàm cũng lười để ý, yên lặng thở dài một tiếng. Thời gian nói chuyện, Ham Thiên Hành đã xông vào trong công xưởng hóa chất. Lúc này, Phó Thanh Minh đang nằm bò trên mặt đất gào khóc, đợi sư phụ ta tới, từng người các ngươi đều chạy không thoát. Lời hắn vừa dứt, Nhậm Thiên Hành vừa hay chạy tới. Các ngươi thật to gan, lại dám đả thương đồ đệ ta, xem lão phu nội trong ba chiêu chém chết đám tiểu tặc các ngươi. Chính vào lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng súng, Nhậm Thiên Hành tiện tay vung một cái, nhẹ nhàng đem viên đạn đánh bay. Tài năng kém cỏi cũng dám ở trước mặt ta hỗn xược. Nhưng mà một giây sau, liền thấy có người vác ra hỏa tiễn. Ông già, ngăn được súng đạn, lẽ nào còn ngăn cản được cái này? Hắn không chút do dự bóp cò. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, hỏa tiễn đã hung hăng va chạm với cương khí hộ thể của Nhậm Thiên Hành. Có giỏi thì cùng lão phụ đơn chiến a. Nghe vậy, tên mặt sẹo lại cười khinh miệt một tiếng, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Nhậm Thiên Hành căn bản không kịp phản ứng, liền bị một cước giẫm lên người, sau đó bay về phía sau, trong miệng còn thổ ra một ngụm máu lớn. Ông ta lau vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía Phó Thanh Minh, Đồ Nhi, vi sư tạm thời lùi một bước. Tiếp đó một đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi chạy ra ngoài. Nhậm Thiên Hành chạy tới thở dốc, nào còn nửa điểm phong thái cao nhân thế ngoại nữa. Thị trưởng Trần vội vàng tiến lên hỏi, Nhậm lão tiên sinh, con tin đâu? Nhậm Thiên Hành tập tễnh đáp, tình huống bên trong quá phức tạp, đối phương từng người thân thủ đều không yếu hơn ta, đừng để người khác lại đi vào tìm chết nữa, dù sao ta đi vào còn chẳng ăn thua vào đâu. Ông ta không chút hổ thẹn sau khi thất bại.
Trong mắt ông ta không phải là bản thân vô năng mà là bọn bắt cóc quá lợi hại. Chủ nhiệm Trương gấp tới đầu đầy mồ hôi, hiện tại chúng ta phải là như thế nào? Còn không tới 3 phút nữa, nơi này liền xảy ra trận nổ lớn. Nhậm Thiên Hành uống nước, không dễ gì mới kéo dài được một hơi thở. Trước mắt xem ra chỉ có hai cách, một chính là tìm sư huynh của ta, Tư Đồ Cuồng Ngã, nhưng huynh ấy hiện tại ở Hải Đông. Ngồi máy bay qua đó cũng phải mất 2 tiếng, cho nên hiện tại cách duy nhất chính là tìm thiếu niên tông sư đó, nói không chừng cậu ta có thể đủ sức đảo ngược tình thế. Nhưng trong đám người lại không một ai nhận ra thiếu niên tông sư. Chính vào lúc này, Sở Thiên Chính hướng Lý Tiểu Phàm chắp tay ôm quyền, "Lý tiên sinh, vẫn phiền ngài ra tay rồi." Lý Tiểu Phàm gật đầu, "Vừa nãy nếu như ta lên, sớm đã đem người cứu ra rồi, nào phải phiền phức như thế." Nói xong liền men theo cầu thang đi xuống, sau lưng lại truyền tới một trận chế nhạo. Hiện tại người trẻ thật là càng ngày càng không biết trời cao đất dày, đến Nhậm lão tiên sinh đều không thể làm được, càng huống hồ sâu kiến nhỏ bé như người này. Nhậm Thiên Hành trong mắt xẹt qua vẻ khinh bỉ, liền để tên tiểu tử này đi được rồi, không có hắn, làm sao có thể cho thấy lão phu cao minh. Chủ nhiệm Trương cũng cười lạnh liên tục, ông ta sớm đã nhìn Lý Tiểu Phàm không thuận mắt, để cậu ta tiến vào tìm chết là xong, bớt cho bản thân thấy phiền lòng. Rất nhanh, Lý Tiểu Phàm liền tiến vào trong công xưởng hóa chất. Chỗ này ánh sáng mờ tối, khắp nơi đều là thùng dầu khí cùng với rác thải công nghiệp hóa chất. Mà Phó Thanh Minh liền giống như chó quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin. "Cầu xin các người ngàn vạn lần đừng giết tôi, các người có yêu cầu gì tôi đều đáp ứng." Tên đàn ông mặt sẹo dùng chủy thủ vỗ mặt hắn. "Nếu ngươi đã muốn giữ mạng, vậy lão tử liền chỉ cho ngươi một con đường. Ngươi chỉ cần khiến Mộ Dung Hoán Sa gọi điện thoại cho cha cô ta, đem kết quả thí nghiệm gen huyết thanh cho ta, các ngươi đều được tự do." Phó Thanh Minh mặt đầy vui mừng, "Thật sao?" Chính mới vừa rồi, Phó Thanh Minh bỏ tới trước mặt Mộ Dung Hoán Sa, cầu xin cô mau chóng gọi điện thoại, bằng không chúng ta mọi người đều phải chết. Mộ Dung Hoán Sa lạnh lùng nhìn anh ta một cái, thật không ngờ, anh thế mà lại là một tên hèn nhát, thật sự quá khiến tôi thất vọng rồi. "Nói cho các người biết, tôi chính là chết cũng không gọi cuộc điện thoại này. Đừng coi thường cô ấy là con gái yếu đuối, nhưng trong xương cốt lại chảy dòng máu quân nhân. Cha mẹ cô ấy đều là quân nhân, mẫu thân vì bảo vệ phụ thân rút lui, cam nguyện hy sinh tính mạng bản thân, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ tổ chức an bài. Dưới sự so sánh, cô ấy làm ra chút hy sinh này thì tính là gì?" Mộ Dung Hoán Sa ngẩng cao đầu, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo mang một vẻ kiên định. "Các người giết tôi đi, tôi sẽ không gọi điện thoại đâu." Phó Thanh Minh vừa nghe trực tiếp khóc thành tiếng, "Tôi không muốn chết, tương lai ai tiếp nhận vị trí trưởng môn đây?" Mộ Dung Hoán Sa khinh bỉ nói, "Mặt mũi của Hình Ý môn sớm đã bị anh làm mất sạch rồi, có những thứ so với tính mạng còn quan trọng hơn, anh vĩnh viễn đều không hiểu đâu. Hiện tại có thể cứu chúng ta chỉ có thiếu niên tông sư thần bí kia thôi, đáng tiếc chúng ta lại không biết anh ấy đang ở đâu." Lời cô ấy vừa dứt, liền nghe thấy một đạo âm thanh truyền tới, "Tôi chính là ở đây." Nhưng thấy người đến là Lý Tiểu Phàm, Mộ Dung Hoán Sa vội vàng hét lớn, "Anh qua đây đơn thuần chính là tìm chết, mau chóng chạy đi." Ba tên bắt cóc nhất thời bị dọa nhảy dựng, nòng súng ngắm chuẩn Lý Tiểu Phàm, "Tiểu tử thối, ngươi là từ nơi nào chui ra? Phải biết tu vi của ba người này đều đã vượt qua nội kình đại thành võ giả, cho dù là tông sư tới, bọn họ cũng có thể phát hiện. Nhưng tiểu tử tay trói gà không chặt này, trên người không có một chút sống động tu vi nào, rõ ràng chính là một người bình thường. Bọn họ thế mà lại không có phát giác ra." Tên đàn ông tự lẩm bẩm, "Ở Sở Châu trừ vị thiếu niên tông sư đó ra, không ai có thể làm được điểm này." Lý Tiểu Phàm khinh miệt cười một cái, "Anh đoán đúng rồi, tôi chính là thiếu niên tông sư đó, các người bắt trói người tôi bảo vệ, vậy liền đừng nghĩ tới sống rời khỏi." Tên mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, còn nói mình là thiếu niên tông sư, cũng không tự xem bản thân mấy cân mấy lạng. Hắn đem chủy thủ ném tới trước mặt Phó Thanh Minh, "Giết hắn rồi, ngươi có thể sống rời khỏi." Phó Thanh Minh nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, bởi vì đối với hắn mà nói, quả thực quá đơn giản rồi. Hắn vội vàng nắm chặt chủy thủ, từ trên mặt đất đứng dậy, giống như người chết đuối nắm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Lý Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, "Cậu căn bản không phải là đối thủ của tôi, lui sang một bên, đợi tôi giết ba tên bắt cóc này liền mang các người ra ngoài." Nhưng Phó Thanh Minh lại không hề ý thức được, còn tưởng anh ấy là đang nói hưu nói vượn, "Ta thao, vẫn thật sự coi mình là thiếu niên tông sư sao?" Nói rồi mạnh mẽ đâm về phía thân thể Lý Tiểu Phàm. Đối với loại run rế thế này, Lý Tiểu Phàm cũng lười nhìn thẳng, chỉ búng tay một cái, ầm một tiếng vang lên, Phó Thanh Minh liền kêu thảm một tiếng, hai chân nhất thời nổ tung, hóa thành một đám máu xương, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh. Phó Thanh Minh ngã xuống trên mặt đất, ôm miệng vết thương kích thước bằng miệng bát dưới eo, đau đớn lăn lộn qua lại, "Tiểu tử thối, giết ta đi, có bản lĩnh ngươi, mẹ nó giết ta đi." Lý Tiểu Phàm không hề động thủ, "Ngươi không tin ta là thiếu niên tông sư, vậy ta liền ngay trước mặt ngươi giết ba người này." Phó Thanh Minh hét lớn, "Cho dù ngươi là tông sư, nhưng thế thì có sao, ngươi có thể ngăn cản được đại bác sao?" Nghe đến đây, đám bắt cóc đều sững sờ, bọn họ ngàn vạn không ngờ tới, người thiếu niên tay trói gà không chặt này, thế mà thật sự là vị thiếu niên tông sư đó. Còn đâu ra làm cái gì, mau chóng nổ súng giết chết hắn. Tên đàn ông mặt sẹo phản ứng đầu tiên, đối với Lý Tiểu Phàm liền nổ một phát. Một phát này, cự ly gần, uy lực bắn ra rất lớn, đủ để đem đầu người nổ tung. Nhưng mà đối mặt với vũ khí nhiệt, Lý Tiểu Phàm cũng không hề né tránh. Ở một giây trước khi đạn pháo sắp tới, anh ấy đột nhiên vung tay phải, một bàn tay ánh sáng khổng lồ bóp chặt đạn pháo, đem chúng cứng rắn nghiền thành phế liệu, bị Lý Tiểu Phàm nắm chặt trong tay.
Cũng chính lúc này, tên đàn ông mặt sẹo đột nhiên chớp thân tới sau lưng Lý Tiểu Phàm. Thực lực của Tiên Tôn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Chính mới vừa rồi, mặt sẹo chớp thân đến bên cạnh Tiên Tôn, vừa muốn động thủ đem anh ấy hạ gục chớp mắt, lại không ngờ Lý Tiểu Phàm trở tay ném ra viên đạn đã bị bóp dẹp. Cùng với một tiếng xé không khí sắc bén, nhất thời liền đánh trúng đầu tên mặt sẹo. Nhìn thấy một màn này, hai tên đàn em còn lại bị dọa ngốc luôn. Bọn họ ngược lại muốn chạy, nhưng lại đột nhiên phát hiện bản thân căn bản không động được, giống như bị thi chú định thân vậy. Lý Tiểu Phàm lộ ra một tia cười giễu cợt, hiện tại mới nghĩ tới chạy, muộn rồi. Lời anh ấy vừa dứt, gảy tay một cái, hai tên bắt cóc còn lại cũng bị hạ gục trong nháy mắt. Mộ Dung Hoán Sa ngây ngốc nhìn một màn này, cô ấy không dám tin Lý Tiểu Phàm thế mà thật sự chính là thiếu niên tông sư đó. Nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt bản thân nóng rực, giống như trong vô hình bị người ta hung hăng cho một cái bạt tai. Lý Tiểu Phàm cách không, điểm một cái, cởi bỏ dây trói cho cô ấy. Bởi vì chân Mộ Dung Hoán Sa bị trẹo, không thể đi lại, Lý Tiểu Phàm chỉ đành bế cô ấy lên. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, nơi này lập tức sẽ phát nổ. Phó Thanh Minh bò trên mặt đất lớn tiếng hét, các người không thể cứ như vậy bỏ lại tôi không quan tâm. Mau chóng cứu tôi ra ngoài, mẹ nó, các người, đây là lũ khốn khiếp, có nghe thấy hay không, cứu tôi ra ngoài. Rất nhanh âm thanh của hắn ta liền bị một trận tiếng nổ lấn át. Trong công xưởng hóa chất khói lửa ngập trời, sóng không khí khủng bố càn quét tám phương, đem công trình xung quanh toàn bộ đều phá hủy. Trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng gây mũi. Thấy một màn này, thị trưởng Trần liên tục lắc đầu, tiếp theo xong rồi, con tin không thành công cứu ra, còn gây ra một trận nổ lớn. Nhậm Thiên Hành càng là siết chặt nắm đấm, trong mắt thiếu đốt ngọn lửa phẫn nộ. Phó Thanh Minh chính là cứ như vậy mà chết. Vì để bồi dưỡng hắn, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên của môn phái, tất cả bỏ ra hôm nay, toàn bộ đều bị một mồi lửa thiêu sạch. Lúc này Sở Thiên Chính đứng ra, mọi người không cần lo lắng, tôi tin tưởng Lý Tiên Sinh nhất định sẽ cứu được Mộ Dung Hoán Sa. Chủ nhiệm Trương lạnh lùng cười một cái, thật không biết ông lấy đâu ra tự tin, hiện tại tiểu tử đó, đến tính mạng của bản thân đều lo không nổi. Nhậm Thiên Hành đứng dậy thở một hơi, đến lão phu đều không cách nào đối phó, càng huống hồ hắn một tên nhóc con, cứ như vậy cuồng ngạo tự đại bất xung lên. Bất quá, người đã không còn, nói những cái này cũng vô dụng, mọi người đều giải tán đi thôi. Nói xong ông liền chuẩn bị xuống lầu, nhưng đột nhiên, có người phát ra một tiếng kinh hô, mau nhìn bên trên nó. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai thân ảnh từ từ hạ xuống, chính là Lý Tiểu Phàm và Mộ Dung Hoán Sa. Rất nhanh hai người liền ổn định chạm đất, đám quan chức vội vàng súng lại, đối với Lý Tiểu Phàm chính là một trận khen ngợi. Cứ như vậy, chức vị này của bọn họ đều được bảo đảm rồi. Sau đó, Mộ Dung Hoán Sa dưới sự hộ tống của cảnh sát vũ trang rời khỏi nơi này trước. Hiện tại trên nóc tòa nhà chỉ còn lại đám người Sở Thiên Chính, Tô Vinh, ánh mắt của chủ nhiệm Trương chớp ẩn cũng không còn khí thế bức người như lúc trước nữa. Ngược lại, Nhậm Thiên Hành ỷ vào bản thân là phó môn chủ của Hình Ý môn, không chút sợ hãi Lý Tiểu Phàm. "Tiểu tử, Phó Thanh Minh đâu?" Lý Tiểu Phàm lạnh lùng đáp, "Chết rồi." Nhậm Thiên Hành vừa nghe đột nhiên phẫn nộ, khí thế hung hãn chỉ vào Lý Tiểu Phàm, "Vì sao ngươi không cứu nó ra?" Lý Tiểu Phàm một phát liền bẻ gãy ngón tay ông ta, "Ông thì tính là thứ gì, cũng xứng tới chất vấn ta?" Nhậm Thiên Hành đau tới toàn thân run rẩy, phải biết ông ta chính là phó môn chủ của Hình Ý môn, hôm nay lại bị một thiếu niên vả mặt, truyền ra ngoài về sau còn làm sao làm người. Nhậm Thiên Hành phẫn nộ hét một tiếng, nhấc lên nắm đấm trái, hung hãn đấm về phía đầu Lý Tiểu Phàm. "Hôm nay ngươi nhất định chết không nghi ngờ, đền mạng cho đại đệ tử Phó Thanh Minh của ta." Nhưng thực ra sát chiêu chân chính của ông ta lại một mực giấu trong tay phải ở sau lưng. "Ăn bí kíp độc môn của lão phu, Bạo Vũ Lê Hoa Châm." Từng đạo hàn quang nổ bắn ra, giống như giọt mưa tuôn rơi đầy trời. "Chỉ dựa vào chút mánh khóe tầm thường này của ngươi cũng dám lấy ra làm mất mặt người khác. Đây không phải là thích cậy già lên mặt, thích ám toán người khác sao? Vậy hôm nay ta liền phế ngươi." Nói rồi, Lý Tiểu Phàm búng tay một cái, hai tay của Nhậm Thiên Hành đột nhiên nổ tung hóa thành một đám máu xương, mà Bạo Vũ Lê Hoa Châm cũng lập tức hóa thành sắt vụn. Nhậm Thiên Hành phát ra một tiếng kêu thảm thiết sắc bén, cả người đau tới lăn qua lộn lại trên mặt đất. "Tiểu tử thối ngươi, ta phải giết ngươi, chủ nhiệm Trương mau chóng gọi điện thoại cho sư huynh của ta, báo thủ cho ta." Lý Tiểu Phàm lạnh giọng nói, "Cho dù sư huynh ngươi tới, ta cũng giết không nghi ngờ, bởi vì ta là Lý Thái Huyền." Chính mới vừa rồi, Lý Tiểu Phàm lại cong ngón tay, búng một cái, hai đạo âm thanh bạo nổ trầm đục vang lên. Hai chân của Nhậm Thiên Hành cũng nổ tung ra, hắn đau tới chết đi sống lại, tiếng kêu thảm sắc bén giống như heo chết, "Tiểu tử thối, có giỏi ngươi, con mẹ nó, giết chết lão phu đi." Nhìn thấy một màn này, chủ nhiệm Trương quả thực sợ hãi khiếp vía, đến điện thoại đều rớt trên đường, hắn xoay người co giò bỏ chạy. Nhưng đột nhiên trước mắt, bóng người lay động, Lý Tiểu Phàm đã chặn đường chạy của hắn, trở tay chính là một cái bạt tai hung hăng vào trên mặt hắn. Chủ nhiệm Trương kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức ngã bay ra sau, nặng nề ngã trên đất, hắn tức giận tăng lên. Bản thân tốt xấu gì cũng là chủ nhiệm của tổ báo, hiện tại lại bị tiểu tử này vả mặt trước nhiều người. Nhưng chủ nhiệm Trương vẫn rất ngạo mạn như cũ, "Ngươi dám động thủ đánh ta, ta nói cho ngươi biết, hậu quả không phải là ngươi." Lời hắn còn chưa nói xong liền bị Lý Tiểu Phàm một tay nhấc lên. "Ta ngược lại muốn xem thử có hậu quả nghiêm trọng gì mà ta gánh chịu không nổi." Sau đó, chỉ thấy Lý Tiểu Phàm nhấc lên một tay khác, liên tục vả mặt, điên cuồng đánh lên mặt mũi chủ nhiệm Trương. Đầu của ông ta giống như cái trống lắc vậy, không ngừng đung đưa trái phải. Một khắc này, chủ nhiệm Trương cuối cùng sợ hãi rồi. "Cầu xin cậu, đừng đánh nữa, tôi biết sai rồi."
Lý Tiểu Phàm tùy tiện ném một cái, giống như vứt rác, đem ông ta ném trên mặt đất. Cũng chính vào lúc này, trong điện thoại truyền đến âm thanh phẫn nộ. Là tên khốn nạn nào hại sư đệ ta, nói đi. Lý Tiểu Phàm nhặt điện thoại lên, xúc sinh, ngươi đang nói chuyện với ai? Bên kia tức tới nổi trận lôi đình, mẹ nó, chính là ngươi đã phế sư đệ ta. Nhậm Thiên Hành ở trên mặt đất hét lớn, trưởng môn sư huynh, huynh nhất định phải báo thù cho ta. Lý Tiểu Phàm từng bước tới gần ông ta. Ta vốn muốn cứu hắn nhưng hắn lại muốn giết ta, ý của ta rất rõ ràng, những người đối đầu với ta hoặc là bị ta phế, hoặc là bị ta giết rồi, cho dù ngươi là Tư Đồ Cuồng Ngã hay là Tư Đồ Cuồng Nhĩ, dám chọc ta, bọn chúng đều chính là kết cục của ngươi. Điện thoại bên này, Tư Đồ Cuồng Ngã tức giận đáp, ngươi chờ đó cho lão tử, sớm muộn có một ngày ta phải đem đầu ngươi chém xuống. Lý Tiểu Phàm cười lạnh nói, vậy ta đợi ngươi, nhớ kỹ, ta tên Lý Thái Huyền. Nói xong lại là một cước nặng nề đá trên đầu Nhậm Thiên Hành, sau đó đem điện thoại dẫm thành sắt vụn. Trên đường quay về, Sở Thiên Chính mặt đầy vẻ ưu phiền, lo sợ gặp phải báo thù của Tư Đồ Cuồng Ngã. Nhưng Lý Tiểu Phàm lại tùy ý xua tay, không cần, hắn thật sự dám tới, ta cũng không để ý, đem hắn cùng giết luôn. Quay về biệt thự, Tô Vinh sớm đã ở đó đợi rất lâu. Lý Tiên Sinh, vừa nãy tôi và Chiến Hữu nói chuyện điện thoại, vì để báo đáp ngài cứu con gái ông ấy, hai người chúng tôi bắt tay tiến cử ngài đảm nhiệm tổng giáo quan của đại đội đặc chiến Thương Long. Vừa nghe thấy mấy chữ đại đội đặc chiến Thương Long này, Sở Thiên Chính thần tình nhất thời chấn động. Phải biết đó chính là bộ đội đỉnh cao nhất của Hoa Hạ. Nhưng Phàm là người được chọn tiến vào, đều là tinh anh trong tinh anh, càng huống hồ là đảm nhiệm tổng giáo quan của Thương Long, đó thật sự là chuyện nghĩ đều không dám nghĩ. Tổng giáo quan tiền nhiệm của Thương Long là quân thần phục địa thú Long Thiên Cương của quân khu. Nhưng đối phương hiện tại nhận lệnh trấn thủ biên cương Tây Nam, không thể phân thân, cho nên Tô Vinh mới cùng chiến hữu của ông ấy bắt tay tiến cử Lý Tiểu Phàm. Hai người này đều là nhân vật cấp cao trong quân đội, Lý Tiểu Phàm đảm nhiệm tổng giáo quan Thương Long, căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà Lý Tiểu Phàm đối với chuyện này lại không hề hứng thú. Xin lỗi, các người vẫn là mời vị cao minh khác đi. Anh ấy thân là Thái Huyền Tiên Tôn của tiên giới, dưới chân không biết có bao nhiêu đại thế lực siêu cấp. Cái gì mà Thái Dương Thần Điện, Ác Ma Chi Chủ Thâm Uyên không đáy, hay là đảo chủ của 72 Ác Ma Đạo, tùy tiện lấy ra một cái liền có thể khuấy động một phương trời mây. Dưới sự so sánh, chỉ là một chức tổng giáo quan Thương Long còn không lọt nổi vào mắt anh ấy. Tô Vinh suy nghĩ một lát nói, là như vậy Lý Tiên Sinh, lúc trước thấy ngài đối với huyết thanh khá có hứng thú, nói thực với ngài, gen huyết thanh mà chiến hữu đó của ta nghiên cứu, chuyên môn cung cấp cho thành viên đại đội đặc chiến, ngài không định qua đó xem thử, người sau khi tiêm huyết thanh, thân thế sẽ xảy ra biến hóa gì sao? Lý Tiểu Phàm trong lòng hơi động, nói không chừng anh ấy có thể mượn chuyện này tìm ra bí mật có liên quan tới kiếm phái Thục Sơn. Được rồi, nếu đã như thế, vậy tôi liền đáp ứng ông. Tô Vinh vui vẻ không thôi, văn kiện nhậm mệnh rất nhanh liền sẽ chuyển xuống, tôi sẽ luôn coi chừng. Lý Tiểu Phàm đang định rời đi, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, tôi chuẩn bị khởi động lại hạng mục Ngõ Vạn Hoa, nhớ kỹ lời hứa của ông với tôi. Sở Thiên Chính vội vàng gật đầu, xin Lý Tiên Sinh yên tâm. Lúc trước ngài thay tôi diệt trừ Nhiếp Hổ, khoản vốn xây dựng hạng mục này về sau liền do nhà họ Sở đảm nhận toàn bộ. Quay về biệt thự, Lý Tiểu Phàm đang định ngủ một giấc, bạn học cấp 3 Triệu Triển Hồng lại đột nhiên gọi điện tới. Quan hệ hai người không tồi, lên đại học tuy không cùng chung một trường nhưng lại thường xuyên gọi điện liên hệ, mà đối phương học chính là chuyên ngành kiến trúc. Thế là hai bên đã hẹn gặp mặt tại phố Mỹ Thực trên đường Mân Giang. Đến tối, hai người ngồi ở quán đồ nướng nói chuyện phiếm, liền nói đến tình hình hiện tại của mỗi người. Tiểu Phàm, làm giáo viên một tháng có thể kiếm được bao tiền, cùng lắm không đến 4.000 tệ, hiện tại một căn nhà đều hơn 300 vạn. Cậu lúc nào mới có thể mua nổi một căn, còn không bằng qua cùng tôi làm đồ nướng, tiền kiếm được cũng gấp rưỡi, thế nào? Lý Tiểu Phàm lắc đầu cười nói, tôi lần này qua đây thực ra là muốn nhờ cậu qua giúp tôi. Triệu Triển Hồng nghi hoặc hỏi, giúp cậu dạy học sinh sao, tiền lương mấy ngàn tệ đó, tôi vẫn thực sự không đặt vào mắt. Lý Tiểu Phàm giải thích nói, tôi có một hạng mục công trình, chính là Ngõ Vạn Hoa, hiện tại muốn để cậu ra mặt giúp tôi xử lý. Triệu Triển Hồng vừa nghe liền bật cười, bạn học cũ, tôi thật sự không nhìn ra cậu có thể trở nên nói khoác như thế rồi. Hạng mục đó đầu tư những tỷ mấy, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, sợ là đem cậu bán đi cũng không đáng nhiều tiền như thế đi. Đương nhiên, hiện tại nơi đó một mảnh hoang vu, nghe nói bên trong có quỷ nhiễu, không ai dám nhúng tay. Nhưng tục ngữ có câu, lạc đà gầy chết vẫn to hơn ngựa, cho dù như vậy, sợ là cũng phải mấy trăm triệu đi. Triệu Triển Hồng vừa nói vừa lắc đầu, dáng vẻ đó sợ là đánh chết anh ấy cũng sẽ không tin. Thực ra Lý Tiểu Phàm sớm đã ngờ tới như này. Dù sao chuyện xảy ra lúc trước, đối phương hoàn toàn không hay biết. Triệu Triển Hồng đột nhiên chuyển đề tài, đúng rồi Tiểu Phàm, còn nhớ hoa khôi lớp Lâm Lan Chi không? Ban đầu lúc cậu đi học còn viết thư tình cho người ta nữa đó, nhưng cô ấy lại trước mặt cả lớp lớn tiếng đọc ra, khiến cậu một trận nhục nhã. Từ đó về sau, cậu liền trở thành trò cười của cả lớp, còn vô duyên vô cớ bị đánh một trận đánh đau. Thực ra nhớ lại những gì Lâm Lan Chi làm, có chút quá đáng rồi. Chuyện này Lý Tiểu Phàm tự nhiên nhớ rõ như in. Lúc đó anh ấy vừa lên cấp 3, liền thích hoa khôi lớp Lâm Lan Chi, nhưng đối phương lại khinh bỉ không thèm để ý, kiêu ngạo giống như một con thiên nga trắng. Bởi vậy anh ấy còn đắc tội trùm trường Trần Hiền Phú. Trên đường tan học, hắn đem người chặn đường Lý Tiểu Phàm, chuẩn bị một trận đánh đập. Thời khắc nguy cấp, cũng may người anh em tốt Triệu Triển Hồng xuất hiện. Cậu ấy dùng thân bảo vệ Lý Tiểu Phàm, gãy gộc đều đánh lên trên lưng cậu ấy.
cuối cùng cứ như vậy bị đánh gãy hai chiếc xương sườn. Đối với bạn bè, Triệu Triển Hồng có thể nói là chân thành thật lòng. Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Phàm trong lòng hơi nóng, kiếp này tôi nhất định giúp cậu một đời đại phú đại quý. Triệu Triển Hồng nhất thời không nhịn nổi phun ra một hớp rượu. Cậu hiện tại chính là một giáo viên, bản thân đều chưa có đại phú đại quý, nói chi tới giúp tôi cùng giàu. Được rồi, tâm ý của cậu tôi nhận rồi, nào, cạn một cái. Lý Tiểu Phàm cũng không có tiếp tục giải thích, nâng cốc rượu, cùng anh ấy cụng một cái. Lúc này Tiểu Liên Ưu đột nhiên nói, chủ nhân, xiên nướng này thật ngon quá, so với dương khí đàn ông còn ngon hơn. Nghe vậy, Triệu Triển Hồng trực tiếp ngơ luôn, cô ấy vừa mới nói gì. Lý Tiểu Phàm giơ tay một chưởng vỗ lên đầu Tiểu Liên Ưu, sau đó lại ngại ngùng cười một cái. Đừng nghe con bé nói linh tinh, chính mới vừa rồi, một đám lưu manh du côn đi tới. Triệu Triển Hồng sắc mặt lập tức biến, vội vàng đẩy Lý Tiểu Phàm, bảo anh ấy đi trước. Nhưng thực ra Lý Tiểu Phàm sớm đã nhìn ra đám lưu manh này là tới gây chuyện. Quả nhiên, tên đầu máy bay dẫn đầu đi tới, Triệu Triển Hồng, hôm nay nếu như không giao phí bảo kê ra, lão tử liền phá tan cái sạp này của mày. Triệu Triển Hồng cười giảng hòa, cầu xin nói, Điêu ca bớt giận, em gái tôi hiện tại vẫn đang nằm viện, quả thực không có tiền, hay là ngài cho hạn thêm 2 ngày. Điêu ca trở tay chính là một cái bạt tai tát lên mặt Triệu Triển Hồng. Sống chết em gái mày liên quan cái rắm gì đến lão tử. Nói xong lại đem anh ấy nặng nề ném ngã trên đất. Nếu mày đã không đem nổi tiền ra, vậy đừng trách lão tử không khách khí. Các anh em, phóng hỏa thiêu rụi cái sạp này của nó cho tao. Người vây xem rất nhiều, lại không có một ai dám tiến lên quản chuyện. Phải biết rằng, Điêu ca là lão đại của phố Mỹ Thực, đàn em số 1 dưới trướng của bá ca. Đám đàn em của hắn nói động tay liền động tay, bắt đầu tưới dầu vào trong quán. Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng quát, dừng tay cho tôi, sau đó liền thấy Lý Tiểu Phàm đứng ra. Anh gọi là Điêu ca phải không? Sạp hàng này tôi bảo vệ, tức thời mau chóng cút xéo, còn không hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Liên Ưu mặt đầy vẻ hưng phấn, chủ nhân, đám nhãi nhép này quả thực không biết sống chết, để ta ra tay dạy bảo bọn chúng, lâu lắm không đánh nhau, thật mong chờ quá đi. Điêu ca sững sờ một cái, đánh giá trên dưới Lý Tiểu Phàm, tiểu tử, mày có lai lịch gì? Lý Tiểu Phàm nhàn nhạt nói, tôi chính là bạn học của Triệu Triển Hồng. Lời anh ấy vừa dứt, Điêu ca nhất thời ha ha cười lớn, ta thào. Tao còn tưởng rằng là đại thiếu gia nhà ai cơ, thì ra là bạn học của tên tiểu tử này a. Lý Tiểu Phàm lạnh giọng nói, xử lý đám run dế các người cũng thừa đủ rồi. Điêu ca đột nhiên nổi giận, tên tiểu tử mày còn rất ngông cuồng, chém chết nó cho tao. Hắn vừa hạ lệnh, một đám thủ hạ vung lên hung khí, hướng Lý Tiểu Phàm xông tới. Tiểu Liên Ưu hiên ngang chiến ý, tôi rất hay, lão nương cuối cùng có thể hoạt động gân cốt rồi. Đối phó đám run dế này, đối với Tiểu Liên Ưu quả thật là dễ như trở bàn tay, giống như thái rau bổ dưa vậy, không tốn một chút hơi sức. Thời gian không đến một khắc, đám tiểu lâu la liền ngã như ngả dạ, nằm trên mặt đất kêu gào đau đớn. Điêu ca bị dọa sợ hãi, không ngừng nuốt nước bọt. Tiểu Liên Ưu vỗ vỗ tay, chút bản lĩnh này cũng dám kiêu ngạo, thật là sống tới không kiên nhẫn rồi. Nói xong cô ấy xoay người nhìn về phía Lý Tiểu Phàm, chủ nhân, xử lý đám người này như thế nào? Lý Tiểu Phàm tùy ý xua tay, tùy ngươi xử lý. Tiểu Liên Ưu lập tức hiện ra nguyên hình, cảm ơn chủ nhân, vậy ta liền không khách khí nữa. Cô ấy mở rộng hai tay, điên cuồng hấp thu dương khí của đám tiểu lâu la. Nhìn thấy một màn này, Điêu ca không bình tĩnh nổi nữa. Nói cho mày biết, tao chính là đàn em của bá ca, mày có giỏi thì chờ ở đây. Triệu Triển Hồng ở một bên khuyên nhủ, tiểu nha đầu này tuy có chút bản lĩnh, nhưng một hổ không đánh lại cả bầy sói, lẽ nào còn có thể đánh thêm mấy mươi người nữa. Tiểu Liên Ưu hầm hừ một tiếng, đừng coi thường người khác, loại run dế này, mấy chục mấy trăm có gì đánh không nổi. Lý Tiểu Phàm bình tĩnh nói, vừa nãy tôi nói rồi, sạp hàng này tôi bảo vệ, cho dù là thiên vương lão tử tới, vậy cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Triệu Triển Hồng vừa bực vừa nôn nóng, Tiểu Phàm, cậu từ lúc nào trở nên cứng đầu như vậy hả? Cũng thôi, đợi lát nữa bá ca tới, cậu cứ đem trách nhiệm đổ lên người tôi, dù sao ngang dọc đều là chết. Lý Tiểu Phàm chắc nịch nói, chỉ cần có tôi ở đây, liền không có ai dám giết cậu, kẻ chết là tên họ Điêu kia. Lúc này Điêu ca đã gọi điện thoại xong. Tiểu tử, bá ca lập tức liền dẫn người tới, mày hiện tại nếu như quỳ xuống đất để tao chém mấy đao, chuyện này liền coi như bỏ qua. Lý Tiểu Phàm khinh miệt cười một cái, nhưng Phàm là người muốn chém tôi, hoặc là bị tôi giết rồi, hoặc là bị tôi phế rồi, anh muốn loại nào? Điêu ca không giận ngược lại còn cười, tên tiểu tử mày cứ ngông cuồng đi, đợi lát nữa tao xem mày còn có thể ngông cuồng nổi hay không. Lời hắn vừa dứt, một chiếc BMW kép đi tới, ngang ngược mà dừng trước cửa sạp hàng nướng. Điêu ca thấy lão đại tới, lập tức lại ra oai. Tao cho mày đắc ý, đợi lát nữa xem lão tử làm sao đem mày chơi đùa hành hạ. Lời hắn vừa dứt liền bị một quyền đấm lên mặt, đem mặt hắn đánh tới biến dạng, sau đó đập trên chiếc xe BMW kép kia. Tiếp đó liền vang lên âm thanh của Tiểu Liên Ưu. Ngươi sao lại nói nhảm nhiều như thế, xem ra vẫn là đánh chưa đủ. Lý Tiểu Phàm nhàn nhạt nói, cho dù là quý bá trong miệng anh, nhìn thấy tôi cũng đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Điêu ca trợn trừng mắt nói, mày đợi đó cho tao, bá ca xuống xe liền cho mày ăn đủ. Nói xong hắn liền bò tới trước xe. Bá ca, ngài nhất định phải làm chủ thay tôi à. Quý bá mở một mắt, len lén liếc nhìn một cái, lại không có bất cứ động tác nào. Như vậy khiến Điêu ca gấp tới phát điên. Bá ca, ngài sao lại vẫn chưa xuống xe, tôi sắp bị đánh chết rồi. Bá ca, cầu xin ngài mau xuống xe đi. Chính vào lúc này, Lý Tiểu Phàm lớn tiếng quát, quý bá, mau chóng cút xuống đây cho lão tử.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Quý Bá bị dọa nhảy dựng, nhưng Điêu Ca lại vui như nở hoa, tiểu tử, dám hô to gọi nhỏ với bá ca, đợi bị băm thành tám mảnh đi. Cuối cùng cửa xe cũng mở ra, Quý Bá từ trên xe đi xuống, bởi vì quá mức gấp gáp, dưới chân loạng choạng một cái liền ngã như chó ăn phân. Điêu Ca vội vàng tiến lên dìu đỡ, bá ca, anh không sao chứ? Nhưng một giây sau lại bị Quý Bá cho một cước đạp ra, đồng thời xách dây xích trong tay lên, hung hăng tới tấp quất lên mặt hắn. Đồ chó mày lại dám đắc tội Lý tiên sinh, Điêu Ca không ngừng kêu thảm. Anh không phải là nhầm lẫn rồi chứ, tiểu tử này chẳng qua chỉ là bạn học của Triệu Triển Hồng. Quý Bá nghe xong càng phẫn nộ, người ta là giáo viên của Sở tiểu thư, không hiểu thì đừng có con mẹ nó gây chuyện. Mau chóng quỳ xuống trước mặt Lý tiên sinh dập đầu đền tội. Điêu Ca lập tức làm theo, quỳ xuống dưới chân Lý tiểu phàm. Lý tiên sinh, là tôi có mắt không tròng, ngài cứ coi tôi thành cái rắm mà thả đi. Chính lúc này, Quý Bá cẩn thận dè dặt đi tới. Lý tiên sinh, đều là lỗi lầm thủ hạ này của tôi, tất cả tổn thất hôm nay đều để hắn dựa theo bồi thường 1000 lần, ngài thấy có thể cho hắn một cơ hội thay đổi hay không? Lý Tiểu Phàm trực tiếp một cước dẫn lên, một đời này của tôi bạn bè tâm giao không nhiều, Triển Hồng xem như là một. Anh ức hiếp cậu ấy, đó chính là ức hiếp tôi. Nói rồi, chân anh ấy mạnh mẽ dùng lực, nhất thời vang lên tiếng xương gãy trong trẻo, cùng với đó là tiếng kêu thảm của Điêu Ca. Hôm nay phế một cánh tay này của anh, coi như là dạy bảo anh một chút, cút xéo cho tôi. Điêu Ca ôm cánh tay, hoang mang đứng dậy, vâng vâng vâng, đa tạ ơn không giết của Lý tiên sinh. Quý Bá trực tiếp đạp một cước, kêu mày cút còn không mau cút. Lúc này Triệu Triển Hồng đi tới, Tiểu Phàm, tôi đồng ý với cậu, giúp cậu xử lý ngõ Vạn Hoa, nhưng mà chính là cần phải không biết bao nhiêu tiền, cậu đâu lấy nhiều tiền như thế. Lý Tiểu Phàm cười nói, chuyện tiền bạc cậu không cần lo lắng, ngày mai tới là được. Đúng rồi, em gái cậu rốt cuộc bị bệnh gì? Ánh mắt của Triệu Triển Hồng nhất thời u ám hắn xuống. Em gái tôi bị suy thận kỳ muộn, hiện tại nguồn thận đã tìm thấy, lại cần có phí phẫu thuật 50 vạn. Nói rồi, anh ấy thở dài một tiếng, dường như chốc lát già đi mười mấy tuổi. Lý Tiểu Phàm nhàn nhạt nói, dẫn tôi tới bệnh viện xem thử lại nói. Triệu Triển Hồng nhìn thời gian điện thoại, thời gian quá muộn rồi, không bằng, ngày mai tôi dẫn cậu tới nhé. Đến đêm khuya, Triệu Triển Hồng nằm trên giường chăn trở qua lại như thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu anh ấy toàn là hình ảnh dẫn em gái đi chữa bệnh. Đột nhiên anh ấy nhận được một tin nhắn là bạn học cũ Trần Hiền Phú gửi tới. Tôi nghe nói hiện tại người phụ trách ngõ Vạn Hoa là cậu, chỉ cần cậu đem vật liệu xây dựng của hạng mục này đều giao cho công ty nhà tôi bao thầu. Phí phẫu thuật của em gái cậu, tôi giúp cậu trả, cậu thấy thế nào? Chính mới vừa rồi, Lý Tiểu Phàm đến công trình xây dựng ngõ Vạn Hoa. Đội thi công đã tiến vào bắt đầu khởi công. Đợi nơi này xây xong, anh ấy định sẽ để lại cho phụ thân, đảm bảo ông ấy tương lai có thể không cần lo nghĩ. Chính vào lúc đang nghĩ như thế, một chiếc BMW kép đột nhiên từ bên đường lao nhanh tới, đem cát bụi nhiễm lên người anh ấy. Lý Tiểu Phàm cảm thấy một trận lửa giận sắp bộc phát, lại không ngờ xe BMW kép lại quay đầu. Từ bên trong lộ ra một cái đầu lớn tròn mập, anh bạn, hỏi đường cậu một chút, văn phòng lão tổng của công trình đi thế nào? Ai, ta đệt, đây không phải là Lý Tiểu Phàm sao? Tên đầu to nói xong, mở cửa xe đi xuống. Cùng xuống xe với hắn chính là một cô gái tóc xoăn trang điểm thời thượng, ôm lấy cánh tay tên đầu to, nửa thân hình đều dán vào hắn. Lý Tiểu Phàm nhíu mày, thế mà lại là Trần Hiền Phú và Lâm Lan Chi, thật không ngờ đôi cẩu nam nữ này cuối cùng vẫn thật sự ở bên nhau. Nhưng mà chẳng liên quan, nếu bản thân đã trọng sinh quay về, món nợ này sớm muộn gì cũng đòi lại. Lý Tiểu Phàm trong lòng cười lạnh, sắc mặt lại thập phần bình tĩnh. Trần Hiền Phú, anh có chuyện sao? Tôi chính là ông chủ của nơi này, anh chính là ông chủ của ngõ Vạn Hoa. Trần Hiền Phú hơi sững sờ, sau đó ha ha cười lớn, dáng vẻ đó giống như là nghe thấy chuyện buồn cười gì thú vị lắm. Tốt nghiệp nhiều năm như thế, cái khác cậu không học được, lại học được nói khoác chém gió, cậu thế này còn muốn làm lão tổng, tôi thấy cậu chính là tên công nhân chuyển gạch, ha ha ha. Lâm Lan Chi ở một bên bị chọc tới cười khanh khách, đàn ông không có tiền đồ, cả đời này thì coi như bị hủy rồi. Trần Hiền Phú coi thường, mỉa mai nói, nể mặt từng là bạn học, tôi cho cậu một cơ hội, về sau cậu chính là đàn em của tôi, bưng trà rót nước cho tôi, quét dọn nhà vệ sinh công ty, một tháng tôi cho cậu 5.000 tệ, thế nào? Lý Tiểu Phạm đứng đó không động, cũng không có tiếp lời hắn. Nhìn thấy một con run dế ở trước mặt nhảy nhót, loại cảm giác này giống như xem một tên hề biểu diễn, chỉ là tên hề này, giọng nói và biểu tình đều rất nhập vai. Trần Hiền Phú thấy Lý Tiểu Phàm không nói chuyện, còn tưởng rằng anh ấy là chê lương thấp, không thì tôi tăng cho cậu một phả tệ. Chính vào lúc này, điện thoại của Lý Tiểu Phàm đột nhiên vang lên, Triệu Triển Hồng tỏ ý hiện tại có thể tới thăm em gái cậu ấy rồi. Tôi thật sự là ông chủ của ngõ Vạn Hoa, tin hay không tùy các người. Lý Tiểu Phàm thu điện thoại xoay người liền đi. Căn bản không thèm để ý hai người vô vị này. Sau lưng truyền tới trận âm thanh trào phúng của Trần Hiền Phú, giả vờ cái gì mà giả vờ, tiểu tử này chính là mẹ nó thèm đòn. Nói xong Trần Hiền Phú liền bắt đầu gọi điện thoại. Bá ca, giúp tôi tìm hai huynh đệ dạy dỗ một tiểu tử thối. Cái gì, anh bị người ta đánh gãy cánh tay rồi. Ai dám gan chó lớn như vậy, coi như tên tiểu tử này may mắn. Lần sau đừng để lão tử gặp được, bằng không đánh tới cha mẹ hắn không nhận ra.
Chuyển cảnh, bệnh viện Sở Châu, Lý Tiểu Phàm tìm đến phòng bệnh Triệu Triển Hồng đang ở. Từ nhỏ hai người đã mất cha mẹ, Triệu Triển Hồng một tay nuôi lớn em gái. Vì để kiếm tiền cho em gái đi học, Triệu Triển Hồng sau khi tốt nghiệp cấp 3 nhưng không có tiếp tục học đại học, đem cơ hội đi học để lại cho em gái. Cũng chính vào lúc này, Triệu Phi chậm chậm mở mắt ra. Anh, sao anh lại tới, em cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Chính là vị này, Triệu Triển Hồng vội vàng giới thiệu, đây là bạn học anh, cũng là anh em tốt, Lý Tiểu Phàm. Triệu Phi miễn cưỡng nở một nụ cười với Lý Tiểu Phàm, chào Phàm ca. Lý Tiểu Phàm gật đầu, em không cần nói chuyện, nằm xuống để anh tới xem thử. Triệu Phi nghe xong quay đầu nhìn anh trai, thấy anh trai gật đầu, Triệu Phi lúc này mới yên tâm nằm xuống. Sau đó, Lý Tiểu Phàm âm thầm đem một tia chân khí truyền vào trong người Triệu Phi. Sắc mặt cô ấy nhất thời trở nên hồng hào, trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Anh, em cảm thấy thân thể không đau chút nào. Lý Tiểu Phàm nhàn nhạt nói, bệnh của em gái cậu, tôi đã trị khỏi rồi, qua mấy ngày nữa có thể xuất viện rồi. Triệu Triển Hồng nắm thật chặt tay em gái, anh hiện tại lập tức đi gọi bác sĩ. Nhìn kết quả đơn xét nghiệm, đến bác sĩ đều bị kinh ngốc luôn. Bệnh của Kiều Phi thế mà lại giống như có kỳ tích vậy, số liệu các phương diện đều giống như người bình thường. Trên đường ra khỏi bệnh viện, Triệu Triển Hồng nghi hoặc hỏi, Tiểu Phàm, tôi cảm thấy cậu thay đổi rồi, cậu đây là bản lĩnh học ở đâu vậy? Lý Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn trời xanh, Triển Hồng, có một số chuyện tôi không cách nào giải thích với cậu, nhưng mà có một điểm sẽ không đổi, chúng ta mãi mãi là anh em. Nghe thấy những lời chân thành cảm động này của Lý Tiểu Phàm, Triệu Triển Hồng cảm thấy trong lòng hổ thẹn không thôi, Tiểu Phàm, tôi có chuyện có lỗi với cậu. Lý Tiểu Phàm cười nói, đại lão gia ơi, có lời cứ nói thẳng, xem tôi có thể giúp được gì. Triệu Triển Hồng vào đầu, vậy tôi liền nói, sau khi cậu nghe xong, ngàn vạn đừng tức giận. Hôm qua sau khi tôi quay về, liền nói chuyện trong nhóm bạn học tin tức tôi sắp làm việc cùng cậu. Cậu đoán người đầu tiên liên hệ với tôi là ai, chính là tên Trần Hiền Phú đáng ghét kia. Hắn ta lập tức tỏ ý sẽ chi trả toàn bộ phí để em gái tôi sang nước ngoài điều trị, nhưng điều kiện đổi lại, vật liệu xây dựng ngõ Vạn Hoa phải giao cho hắn bao thầu. Nào biết hắn nói một đằng làm một nẻo, căn bản không giúp em gái tôi. Lý Tiểu Phàm nhẹ nhàng nói, cậu liền như vậy đồng ý hắn rồi. Triệu Triển Hồng cắn răng nói, Tiểu Phàm, xin lỗi, lúc đó tôi không biết cậu có thể trị khỏi cho nên liền đáp ứng tất cả yêu cầu. Lý Tiểu Phàm bình tĩnh cười nói, tôi còn tưởng là chuyện gì to tát cơ, thì ra là chút chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu bảo Trần Hiền Phú tới tìm tôi. Triệu Triển Hồng lúc này mới thở phào một hơi, như vậy tôi liền yên tâm rồi, vừa hay tối nay tôi cũng mời bọn họ cùng ăn cơm ngoại. Trừ Trần Hiền Phú ra còn có mấy doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng, dù sao quy mô ngõ Vạn Hoa quá lớn, Trần Hiền Phú một mình căn bản không nuốt nổi. Lý Tiểu Phàm xòe tay, vậy chúng ta tối nay gặp, cậu đi trước đi. Triệu Triển Hồng đột nhiên cười nói, thực ra em gái tôi đã thành niên, cậu hiện tại vẫn chưa có bạn gái, không bằng. Lời cậu ta còn chưa nói xong, Lý Tiểu Phàm sớm đã biến mất tại chỗ. Triển Hồng, ý tốt của cậu tôi nhận rồi, nhưng trong lòng tôi chỉ chứa một mình Tuyết Hề thôi. Nghĩ tới đây, bên tai lại vang lại âm thanh quen thuộc. Có một ngày Thái Huyền ca ca đứng ở đỉnh cao của vũ trụ, ta hy vọng có thể có tư cách ngước nhìn chàng. Lý Tiểu Phàm một trận đau lòng, Tuyết Hề hiện tại nhất định đã phát điên lên tìm kiếm ta. Thập đại thiên tôn, các người vì một quyển Vô Tự Thiên Thư hại ta và Tuyết Hề không thể gặp mặt, chờ đó đi, có một ngày, Lý Thái Huyền ta nhất định giết quay về tiên giới, đến lúc đó không biết các ngươi có bản lĩnh có thể chịu nổi lửa giận của bản tiên tôn hay không. Chuyển cảnh, tại một quán rượu năm sao nào đó, Trần Hiền Phú được các thương nhân cung ứng vật liệu xúm xít vây quanh, mặt đầy vẻ dương dương đắc ý. Trần Hiền Phú này ở trong số những phú nhị đại của Sở Châu, danh tiếng không hề thua kém Dương Thiếu Khôn. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Trần Hiền Phú, tôi có chuyện tìm cậu. Một ông chủ lùn béo đang cùng Trần Hiền Phó nói chuyện, lại bị người ta quấy rầy vô cùng không vui. Tên phục vụ này nhà ngươi không nhìn thấy chúng ta đang bàn chuyện làm ăn sao, còn không mau cút ra ngoài. Mấy ông chủ bên cạnh hắn cũng lần lượt chỉ vào Lý Tiểu Phàm mà mắng. Trần Hiền Phú lại cười đứng dậy, ái chà chà, đây không phải là Lý Tiểu Phàm sao? Các vị, hiện tại để tôi long trọng giới thiệu, bạn học cấp 3 của tôi Lý Tiểu Phàm. Cậu ta lúc trước từng viết thư tình cho bạn gái tôi, ban đầu mấy câu đó, hiện tại tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Lan Chi thân yêu, trong trái tim anh, em chính mà thiên nga trắng cao cao tại thượng đó, xin phép cho anh làm một con cóc ghẻ quỳ dưới chân em. Đáng buồn cười đó là, sau đó lại bị bạn gái tôi trước mặt cả lớp, lớn tiếng đọc một lượt. Đám ông chủ ngồi ở đó, sau khi nghe xong đều đồng loạt cười lớn. Tiểu tử này vừa nhìn chính là một tên quê mùa, làm sao có thể xứng với Lan Chi tiểu thư. Trần Hiền Phú cố ý phong độ xua tay, mọi người đều biết tôi đây phúc hậu, há lại so đo với người như cậu ta. Hơn nữa, nói theo đuổi mỹ nữ, chúng ta dựa vào đều là mị lực của bản thân. Một đám ông chủ nhao nhao phụ họa, tranh trước giành sau mà tán dương, tấm lòng của Trần Thiếu so với biển lớn còn rộng hơn, quả nhiên là trung nhân hào kiệt. Đây nếu như đổi lại là lời của tôi, liền làm không tới. Trần Hiền Phú được đám người nâng tới tận trời mây, tên bạn học quê mùa này của tôi hiện tại đang chuyển gạch cho công trình, chính là mảnh đất ngõ Vạn Hoa đó. Nhưng mà Lý Tiểu Phàm, cậu như thế nào lại chạy tới trong quán rượu này rồi, có phải là kiêm cả nhân viên phục vụ, cậu cũng thật không có tiền đồ quá đi. Đi qua đây làm cho tôi, so với cậu ở đây làm người ta mất mặt không phải tốt hơn sao? Nghe vậy, đám người không che giấu nổi sự khinh bỉ, Trần Thiếu, anh đã đủ trượng nghĩa rồi, là tiểu tử này bùn nhão không thể chát lên tường. Thậm chí còn có người cầm bình rượu lên, không nhận tình cảm của Trần Thiếu, vậy chính là không nể mặt Trần Thiếu rồi, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cậu một trận thật tốt.
Trần Hiền Phú hư tình giả ý cảm lại, bỏ đi, mỗi người có chí riêng, hà tất phải so đo với người như cậu ta. Đám người thấy Trần Thiếu phong độ như vậy, càng thêm nịnh hót không thôi. Nhưng chính vào lúc này, một chàng trai trẻ đứng lên, các người có chút quá đáng rồi. Chính vào mấy phút trước, đám người đang gây khó dễ cho Lý Tiểu Phàm, một thanh niên lại đứng ra. Nếu như Trần Thiếu Anh thật sự có lòng giúp anh ấy, hà cớ gì phải cùng đám người sỉ nhục người ta, giống như ông chủ Trương và ông chủ Vương. Tôi nhớ các người lúc mới hành nghề cũng từng ở trên công trường chuyển gạch, nói không chừng lúc đó còn không bằng tiểu huynh đệ này nữa, cho nên có tư cách gì mà coi thường người khác, càng có tư cách gì mà mỉa mai người khác. Lời anh ấy vừa dứt, ông chủ lùn béo lập tức đứng dậy. Họ Châu kia, ở trước mặt Trần Thiếu, còn không tới lượt cậu thả rắn rắm. Tên đàn ông xăm trổ cũng tức giận tiến lên đẩy chàng trai trẻ một cái, tiểu tử, cậu thiếu đòn phải không? Mau chóng quỳ xuống dập đầu xin lỗi Trần Thiếu. Chàng trai đẩy tay tên đàn ông xăm trổ ra, không chút sợ hãi. Châu Văn tôi lại có tội như thế nào, cũng xấu hổ khi ở chung với đám cặn bã như các người. Lý Tiểu Phàm âm thầm gật đầu, xã hội hiện nay, người có cốt khí như thế không nhiều. Mà Trần Hiền Phú lại hung hăng vỗ bàn một cái, nếu cậu đã nói như thế vậy hạng mục ngõ vạn hoa đó, cậu không cần nhúng tay vào nữa. Cũng chính lúc này, Triệu Triển Hồng sải bước tiến vào trong phòng. Trần Hiền Phú, hạng mục ngõ vạn hoa cậu cũng không cần lại đúng tay vào nữa đâu. Trần Hiền Phú liếc mắt quét Triệu Triển Hồng một cái, cậu ăn nói bậy bạ cái gì đó, lẽ nào cậu không muốn cho em gái? Lời của hắn còn chưa nói xong, liền bị Triệu Triển Hồng ngắt lời. Ngậm cái miệng thối của cậu vào, bệnh của em gái tôi sớm đã khỏi rồi, không cần cậu ở đây giả nhân giả nghĩa. Nói rồi, anh ấy hướng về phía ngoài cửa vẫy tay một cái. Triệu Phi nhanh nhẹn bước tới, sắc mặt hồng hào, xem ra khí sắc cực kỳ không tồi. Trần Hiền Phú trực tiếp há miệng trợn mắt, phải biết tối hôm qua, Triệu Triển Hồng còn đem ảnh của em gái gửi cho hắn xem qua. Triệu Triển Hồng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thật không ngờ chứ gì, là Lý Tiểu Phàm trị khỏi cho em gái tôi. Người ta thi ân không cần báo đáp, nào giống cậu, đê tiện vô sỉ như thế, lấy bệnh của em gái tôi ép tôi đổi lấy quyền lợi cung cấp vật liệu ngõ vạn hoa, còn quay ngược đầu lại châm chọc người khác. Bị người ta vạch trần nội tình trước mặt nhiều người, Trần Hiền Phú vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái khe hở chui xuống. Sau đó liền nghe Triệu Triển Hồng tiếp tục lên án, tôi hiện tại chính thức nói cho anh biết, Lý Tiểu Phàm chính là ông chủ lớn của ngõ vạn hoa, giá trị con người hàng tỷ đồng. So với Lý Tiểu Phàm, cậu chính là một đống phân, còn muốn cung cấp nguyên liệu ngõ vạn hoa, nằm mơ đi. Còn có đám tiểu nhân các người bợ đỡ nịnh hót đều là mắt chó mù, nịnh hót nhầm người. Đám người Trần Hiền Phú nhìn nhau, ông chủ lùn béo càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa nãy hắn châm chọc Lý Tiểu Phàm không ít, nếu như sớm biết đối phương là ông chủ lớn, đánh chết hắn cũng không dám. Trần Hiền Phú sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn như cũ không bằng lòng tin tưởng đây là sự thật. Không thể nào, hạng mục công trình ngõ vạn hoa rõ ràng là nhà họ Sở ra mặt mua lại, cùng Lý Tiểu Phàm có quan hệ gì? Nghe vậy, ông chủ lùn béo nhất thời sáng mắt lên, Trần Thiếu nói như vậy, tôi mới thật sự nghĩ ra quả thực là có chuyện này. Trần Hiền Phú lại trở nên đầy tự tin, giả làm ông chủ sau màn của ngõ vạn hoa, sao cậu không tự khoác lác bản thân là thiếu niên tông sư Lý Thái Huyền đó đi. Lời hắn vừa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của phụ nữ. Anh ấy có phải là Lý Thái Huyền hay không, tôi không biết, nhưng anh ấy thật sự là ông chủ của ngõ vạn hoa. Người đến chính là mỹ nữ tổng tài nổi tiếng của Sở Châu, Bội Nhi. Thấy cô ấy đi vào trong phòng, các vị ông chủ đang ngồi đều lần lượt đứng dậy chào hỏi, ai cũng không dám khinh suất. Nhưng Bội Nhi mới lười để ý bọn họ, trực tiếp khoác tay Lý Tiểu Phàm. Đám các người ở trước mặt ông chủ lớn không lấy lòng, lại đi ôm chân thối của Trần Hiền Phú. Còn có một điểm, có lẽ các người còn không biết, Lý Tiểu Phàm chính là ân nhân của Sở lão gia tử, cũng chính là thầy giáo của Sở gia đại tiểu thư. Nghe đến đây, Lâm Lan Chi cũng cảm thấy vô cùng khó chấp nhận. Có lẽ lựa chọn của bản thân sai rồi, ban đầu đáng lẽ lựa chọn Lý Tiểu Phàm mới đúng. Bội Nhi vui vẻ nhìn về phía Lý Tiểu Phàm, anh ở đây đợi tôi một lát, một chút nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không? Sau đó Lý Tiểu Phàm liền vươn tay chỉ về phía Châu Văn, người vừa rồi thay anh ấy nói chuyện. Trừ cậu ta ra, đám các người đều đừng mơ hợp tác ngõ vạn hoa, đặc biệt là anh, Trần Hiền Phú. Hôm nay chúng ta nên đem thù cũ năm đó cẩn thận tính toán rồi. Nói xong, Lý Tiểu Phàm vùng tay bảo Triệu Triển Hồng dẫn em gái ra khỏi phòng. Chu Văn quả thực đối với Lý Tiểu Phàm vô cùng biết ơn. Phải biết, trong những ông chủ này, thực lực của cậu ấy kém nhất thật, không ngờ cuối cùng lại trúng được giải lớn. Anh ấy vội vàng khom mình một cái thật sâu. Về sau nếu như có chỗ nào cần, Châu Văn tôi quyết không chối từ. Mà Trần Hiền Phú lại tức không nhẹ, đem ly rượu ném một cái trên đất. Hôm nay tôi liền nói ở đây, hạng mục ngõ vạn hoa, lão tử vẫn sẽ nhúng tay vào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại dẫn tới toàn bộ lão đại của Sở Châu đều xuất động? Chính mới vừa rồi, Trần Hiền Phú đem ly rượu ném trên mặt đất, đừng tưởng có U Dương tiểu thư chống lưng cho cậu, liền có thể tùy ý làm càn, tôi giết chết người cũng chính là chuyện trong giây lát mà thôi. Lý Tiểu Phàm không có đáp lời, mà là tiện tay nhặt đôi đũa trên bàn, ồn ào. Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy phập một tiếng, đôi đũa thành công phi trúng cằm của Trần Hiền Phú. Hắn nhất thời kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra, nặng nề đập trên tường, sau đó lại rơi vào tô canh, bị bỏng tới kêu oai oái. Này còn chưa xong, Lý Tiểu Phàm một tay túm tóc hắn lên, liên tiếp hung hăng đập trên mặt bàn mười mấy cái. Hồi đi học cậu đánh gãy hai chiếc xương sườn của Triệu Chiến Hồng, hôm nay tôi liền giẫm gãy hai cái chân chó của cậu để cậu cả đời này không thể xuống giường.
Nói xong tùy tiện đem Trần Hiển Phú giống như chó ném một cái trên mặt đất, chỉ nghe thấy hai tiếng xương gãy răng rắc vang lên, hai chân của Trần Hiển Phú lập tức bị giẫm gãy. Hắn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết sắc bén, nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Trải qua một trận này, Trần Hiển Phú mới chậm chậm thở ra. Tốt lắm, có giỏi mày đừng chạy, đợi tao gọi điện thoại. Lý Tiểu Phàm ngồi xuống một chiếc ghế, hai chân bắt chéo. Được, vậy lão tử liền ở nơi này đợi. Lúc này Triệu Triển Hồng đi tới. Tiểu Phàm, Trần Hiển Phú, người này bối cảnh rất không đơn giản, trong giới đều rất có tiếng nói, tôi lo lắng. Lý Tiểu Phàm xua tay ngắt lời anh ấy. Triển Hồng, không sao, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới cũng không bảo vệ nổi hắn. Cảm nhận thấy trên người Lý Tiểu Phàm tỏa ra cỗ sát ý như có như không, Triệu Triển Hồng không nhịn được run rẩy một cái. Lý Tiểu Phàm biến hóa quá lớn rồi, khiến anh ấy khó mà thích ứng, đây vẫn là Lý Tiểu Phàm nhỏ bé yếu đuối lúc trước sao? Không biết cậu ấy những năm này rốt cuộc đã trải qua những gì. Rất nhanh, cầu thang dưới lầu truyền đến một trận bước chân ồn ào, người đến chính là Điêu Ca. Trần Hiển Phú sau khi nghe thấy động tĩnh nhất thời lại tràn đầy tự tin. Mày hôm nay xong đời rồi, ta phải khiến mày chết không có chỗ chôn thây. Điêu Ca sau khi nhìn thấy Lý Tiểu Phàm sững sờ một cái, trong lòng vô thức nổi lên một tia không ổn. Chết tiệt, sao lại gặp phải vị sát thần này? Thế là Điêu Ca không kịp nghĩ nhiều liền quay đầu đi. Đàn em sau lưng hắn nghi hoặc hỏi, Điêu Ca, chúng ta không phải là tới chém người sao? Điêu Ca trở tay chính là một cái vỗ đầu, chém em gái mày đó, mau chóng đi. Vừa hay lúc này, Trần Hiển Phú cũng được bạn gái Lâm Lan Chi dìu ra ngoài. Hắn từ xa đã nhìn thấy Điêu Ca, vội vàng lớn tiếng gọi, Điêu Ca, tôi ở nơi này, sao anh lại đi rồi, tôi là người gọi anh tới chém người. Lý Tiểu Phàm khinh miệt cười một cái, A Điêu, người ta gọi anh đó, anh chạy cái gì à, cút lại đây cho tôi. A Điêu vừa nghe thấy Lý Tiểu Phàm mở miệng, lập tức bị dọa ngừng lại bước chân. Hắn cố gắng chấn định xoay người lại, nhưng trong lòng hận chết Trần Hiển Phú rồi, đồ chết tiệt nhà mày, thế mà lại đem lão tử kéo xuống nước. Trần Hiển Phú thấy Điêu Ca quay đầu, vội vàng vươn tay chỉ Lý Tiểu Phàm một cái. Điêu Ca, chính là tiểu tử này phế tôi, anh hiện tại chơi chết hắn cho tôi cho anh 10 triệu, không, 20 triệu. Tên đàn ông xăm trổ cũng khí thế ngạo nghễ, xông về phía Lý Tiểu Phàm bẻ tay, nói, tiểu tử thối mày không phải là có thể đánh sao, dưới tay Điêu Ca trên dưới trăm tên đàn em. Bọn họ mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết mày. Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cầu thang dưới lầu lại truyền đến một trận bước chân hỗn loạn. Một nhóm người lớn ào ào tiến vào, sát khí đằng đằng. Nhân viên phục vụ đều bị dọa tới liên tiếp tránh ra. Trong đó, có lão đại Khang Ca dẫn đầu của Đông Khu, có trùm băng đảng Ba Tử Gia của khu Văn Định, còn có chị lớn Đại Diễm Tỷ của khu Thương Nghiệp. Trần Hiển Phú dưới ý thức tưởng rằng những người này đều là Điêu Ca gọi tới, nhất thời cảm thấy rất có mặt mũi. Lý Tiểu Phàm, lần này tao khiến mày chết không có đất chôn thân. Lời hắn vừa dứt, Quý Bá cũng dẫn thủ hạ đi vào. Nhất thời tất cả mọi người đều né sang một bên, để ra một con đường ở giữa. Trần Hiển Phú lại càng kích động. Hắn ngàn lần không ngờ tới, chuyện của bản thân, thế mà lại đến Bá Ca đều kinh động rồi. Hừ, Lý Tiểu Phàm mày nhìn thấy chưa, Bá Ca đều tới rồi, mày còn có gì trăng trối. Ông chủ lùn béo và tên đàn ông xăm trổ, trái tim treo lửng lơ cuối cùng cũng hạ xuống rồi. Đến Bá Ca đều tới thay Trần Thiếu lộ diện, cho dù sau lưng tiểu tử đó có Bội Nhi, bọn họ cũng không cần sợ hãi. Trần Hiển Phú xòe ra hai ngón tay, lắc lư trước mặt A Điêu, mau chóng đem tiểu tử này phế đi à, tôi cho anh 20 triệu. A Điêu trở tay chính là một cái bạt tai, hung hăng vả lên mặt Trần Hiển Phú, 20 triệu cái em gái mày ấy, mẹ nó, lại dám đắc tội với Lý Tiên Sinh, mày muốn chết, lão tử cũng không tới cùng mày. Nói xong lại nặng nề đạp cho hắn mấy cước. Lửa giận trong lòng A Điêu lúc này mới dần tiêu bớt, háo hức lắc mông chạy tới trước mặt Lý Tiểu Phàm. Lý Tiên Sinh, thật ngại quá, đây đều là hiểu lầm. Lời còn chưa nói xong, trên đầu hắn đã đầy mồ hôi lạnh tong tong chảy xuống. Lý Tiểu Phàm nhất thời nhíu mày. Hiểu lầm, lúc này Quý Bá đột nhiên đứng ra, mạnh mẽ cầm lên chén trà trên bàn, hung hăng ném lên đầu A Điêu. Lần trước là hiểu lầm, lần này vẫn là hiểu lầm. A Điêu đến đầu cũng không dám ôm, vội vàng gật đầu khom mình, vâng, Bá Ca dạy bảo rất phải. Quý Bá quay đầu nhìn về phía Trần Hiển Phú, to gan dám gây phiền phức cho Lý Tiên Sinh, đó chính là gây phiền phức cho Quý Bá tao, mày thật sự không muốn sống nữa rồi. Đám lão đại xã hội đen cũng nhao nhao tỏ thái độ, tôi nói, trực tiếp giết tên tiểu tử này đi, một trận lôi đình của Lý Tiên Sinh, cả Sở Châu này đều phải dậy sóng. Trần Hiển Phú bị dọa tới cả mặt trắng bệch, cuối cùng mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ngàn vạn không ngờ tới, Lý Tiểu Phàm thế mà lại có bối cảnh như vậy. Bên cạnh, Lâm Lan Chi trong lòng cũng rất đáng chát, sớm biết Lý Tiểu Phàm ưu tú như vậy, ban đầu đáng lẽ nên lựa chọn cùng anh ấy rồi. Cũng chính vào lúc này, Lý Tiểu Phàm đứng dậy, đám người A Điêu lũ lượt tránh ra, để lại cho anh ấy một đường đi tới trước mặt Trần Hiển Phú. Lý Tiểu Phàm từ trên cao nhìn xuống, Trần Hiển Phú, hôm nay tôi ở trước mặt tất cả mọi người, triệt để phế cậu. Nói rồi, anh ấy nhấc cao chân, Trần Hiển Phú vừa kinh hãi vừa tức giận, cậu dám, anh trai tôi chính là. Lời còn chưa nói xong, hai cánh tay của hắn liền bị Lý Tiểu Phàm mạnh mẽ giẫm gãy. Không chỉ như vậy, đến mặt đất quán rượu đều bị giẫm tới thủng một lỗ lớn. Dầm một tiếng, Trần Hiển Phú rơi xuống liền chết ngất. Không lâu sau, giám đốc quán rượu gọi xe cứu thương tới, đem hắn gấp gáp đưa tới bệnh viện. Khiến người ta buồn cười đó là, lúc Lâm Lan Chi đi qua bên người Lý Tiểu Phàm, còn đặc biệt dừng lại.
Lúc trước tôi làm vậy là không đúng, nghe nói anh đã chia tay với bạn gái cũ rồi, cho nên anh xem, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa hay không? Lý Tiểu Phàm tức giận quát một tiếng, cút, quay đầu liền đi, căn bản lười nhìn cô ta lấy một cái. Lâm Lan Chi tức giận phát điên mắng, anh tưởng bản thân là ai chứ, cũng không tự xem lại bản thân, loại cuồng vọng tự đại này như anh, có mắt không tròng, đáng bị ế cả đời. Lúc này một bóng người đi tới, Lâm Lan Chi vừa quay đầu nhìn, người đến chính là Bội Nhi. Cô ta vừa muốn chào hỏi, đối phương lại hất tay cho một cái bạt tai, hung hăng tát lên mặt cô ta. Cô tính là thứ gì hả, cũng dám nói chuyện như vậy với Tiểu Phàm. Hừ, loại nữ nhân đê tiện ăn bám đại gia như cô, chuyện gì cũng có thể làm được ra, rác rưởi. Nhìn thấy một màn này, quần chúng vây xem nhao nhao kinh hồ. U Dương tiểu thư cũng bá đạo quá đi, nhưng mà chúng tôi chính là thích giọng điệu này. Nhưng một giây sau liền thấy Bội Nhi ôm lấy cánh tay Lý Tiểu Phàm, giống như một cô vợ nhỏ ấm áp vậy. Tiểu Phàm, tôi mời anh ăn cơm được không? Lý Tiểu Phàm không bị lay động, nhàn nhạt nói, tôi còn có chuyện, lần sau lại nói đi. Bội Nhi bắt đầu làm nũng, không chịu, người ta muốn anh bây giờ đi với tôi. Cô ấy vừa nói vừa kéo Lý Tiểu Phàm đi tới bãi đỗ xe, đám người sau lưng đau đớn không thôi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy Lý Tiểu Phàm sớm đã biến thành một đống thịt băm rồi. Lúc này ở trong bệnh viện, Trần Hiền Phú đang nằm trong phòng bệnh nguy cấp, toàn thân quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra hai con mắt. Mà ở trước giường bệnh hắn, một thanh niên sắc mặt âm trầm đang đứng, chính là anh trai ruột của Trần Hiền Phú, Trần Hiền Lực. Lý Tiểu Phàm, mày phế em trai tao, tao nhất định phải khiến mày sống không bằng chết. Trên công trường ngõ Vạn Hoa, Lý Tiểu Phàm đang dẫn theo Tiểu Liên Ưu quan sát, đột nhiên nhận được điện thoại của Mộ Dung Hoán Sa gọi tới. Lần trước, sau khi Lý Tiểu Phàm đem cô ấy cứu ra ngoài, bởi vì phải đi nước ngoài thông cáo, cho nên vẫn chưa kịp cùng Lý Tiểu Phàm nói lời từ biệt, cô ấy liền phải vội vàng rời khỏi Sở Châu. Mỗi lần nghĩ lại, từng loại châm chọc khiêu khích lúc trước đối với Lý Tiểu Phàm, Mộ Dung Hoán Sa liền cảm thấy tự trách không thôi. Tiểu Phàm, hai ngày này tôi sẽ về Sở Châu, đến lúc đó có thể mời anh ăn một bữa cơm không? Nữ minh tinh đỉnh lưu Hoa Hạ chủ động mời ăn cơm, thế mà lại bị một tiểu tử quê mùa nghèo khô từ chối. Chính vào lúc Mộ Dung Hoán Sa đang nổi giận bừng bừng, một người phụ nữ thân hình mảnh mai bước vào. Hoán Sa, em làm sao vậy? Chị cùng Ryan bàn bạc nửa năm, hiện tại không dễ dàng gì bộ phim khai máy rồi, em lại nói không quay liền quay, em bảo mọi người chúng ta phải làm thế nào? Người này chính là người quản lý của Mộ Dung Hoán Sa, mà người tên Ryan cô ấy nhắc đến chính là đạo diễn đẳng cấp cực kỳ danh tiếng ở Hollywood. Mỗi một bộ phim mà ông ấy quay, không có cái nào là không bùng nổ rating, ổn cư tướng quân bảo tọa. Mộ Dung Hoán Sa chậm chậm đứng dậy, bởi vì em có chuyện càng quan trọng hơn phải làm, đó chính là trở về nước gặp một người, em nghĩ có lẽ em đã bị anh ấy hấp dẫn rồi. Lời này vừa ra, người quản lý lập tức sững sờ rất lâu không thể định thần được. Đồng thời lúc này ở Sở Châu trong nước, công trình bị người ta cắt nước cắt điện, đến cắt đá cung ứng cũng bị quấy nhiễu rồi. Triệu Triển Hồng gấp tới giống như kiến bò trên chảo nóng, nháo nhào cả lên. Tiểu Phàm, chúng ta rốt cuộc là đắc tội với vị thần tiên nào rồi, cậu ngược lại là mau chóng nghĩ cách đi. Ngoài ra, đêm qua công trường còn bị một đám côn đồ đánh không ít công nhân thành trọng thương, còn có hai người cứ như vậy bị đánh chết. Hiện tại tất cả công nhân đều chạy rồi, quả thực không được, chúng ta đi tìm Sở lão gia tử, có lẽ ông ấy sẽ có biện pháp. Lý Tiểu Phàm lắc đầu, tôi biết là ai làm rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Lời anh ấy vừa dứt, trên trời đột nhiên xuất hiện một tấm thư mời với tốc độ nhanh như chớp mà bắn xuống. Thời khắc nguy cấp, Lý Tiểu Phàm chớp thân một cái, đẩy Triệu Triển Hồng ra, sau đó dùng hai ngón tay ổn trọng bắt lấy tấm thiệp. Nhìn thấy bóng người đứng trên nóc tòa nhà đối diện, Lý Tiểu Phàm bình tĩnh hỏi, anh là người của Trần Hiền Phú. Người thần bí lạnh lùng đáp, tối nay 8 giờ, biệt thự nhà họ Trần, Trần Thiếu đặc biệt tổ chức hồng môn yến cho cậu, Lý tiên sinh chắc hẳn là không phải không dám đi chứ. Lý Tiểu Phàm phẫn nộ quát, đi nói với hắn, tôi tối nay sẽ đúng giờ tới dự yến. Tiểu Liên Ưu không thể nhẫn nại nói, chủ nhân, tên nhãi kia quá ngạo mạn rồi, không bằng ta đi giết hắn. Lý Tiểu Phàm khinh miệt cười một cái, không cần, ta phải đem bọn chúng một lưới bắt gọn, vĩnh tuyệt hậu họa. Rất nhanh, thời gian tới 8 giờ tối, biệt thự nhà họ Trần đã đông đủ hào môn vọng tộc, Lâm Lan Chi đẩy Trần Hiền Phú ra ngoài. Trần ca, em nghe nói đại ca Trần Hiền Lực lần này đặc biệt quay về vì để báo thù cho anh. Trần Hiền Phú ngồi trên xe lăn cười một cái, đó là đương nhiên. Toàn bộ thương thế này của mình chính là phải dùng tới linh đan của đại ca mới có thể hồi phục nhanh như vậy. Hơn nữa đại ca lần này còn đặc biệt mời tới nhất binh vương của đội đặc chiến Thương Long, Lôi Vân Thiên, Lý Tiểu Phàm hắn liền chuẩn bị đợi chết đi. Nghe vậy, Lâm Lan Chi vô cùng kinh ngạc, phải biết sư phụ Lôi Vân Thiên chính là võ đạo tông sư, phục địa thú Long Thiên Cương. Lôi Vân Thiên cũng từng tại Sở Châu, không ai địch nổi, đè ép một đám công tử không ngóc đầu nổi. Dù đến đám người Dương Thiếu Khôn, Sở Tuyết Phong ở trước mặt Lôi Vân Thiên đều chỉ có thể tự xưng là tiểu đệ. Trần Hiền Phú trong lòng như đã định sẵn nói, đợi lát nữa liền để chúng ta từ từ tận hưởng, Lý Tiểu Phàm làm sao bị giày vò đến chết. Lúc này, trong phòng khách lầu 2, ngồi trước mặt Trần Hiền Lực chính là Lôi Thiếu, Lôi Vân Thiên. Chỉ là một tên Lý Tiểu Phàm, cho dù có năng lực lớn bằng trời cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Lôi Thiếu. Lôi Vân Thiên tùy ý xòe tay, Tô Vinh trưởng quan đề cử hắn làm tổng giáo quan, nói rõ người này có chút thực lực. Nhưng mà hắn thật sự tưởng rằng bản thân thiên hạ vô địch thủ, thật là vô cùng đáng cười. Hơn nữa đến Sở Tuyết Liên đều đối với hắn vô cùng ái mộ, Sở Châu ai chẳng biết, Sở Tuyết Liên là của tôi, thật là bản thân tự tìm đường chết.
Trần Hiền Lực cười lạnh một tiếng, tôi hiện tại liền sợ tên tiểu tử đó trốn rồi, không dám tới dự yến, bằng không tôi nhất định khiến hắn có đi không. Lời hắn còn chưa nói xong, cửa lớn của yến hội lầu một liền bị nặng nề đá tung, hai bên chó canh cửa trực tiếp bị bay đi. Lý Tiểu Phàm liền giống như chiến thần vô địch, chậm chậm tiến vào sảnh lớn yến hội. Chính vào mấy phút trước, tiên tôn dẫn theo nữ hầu tới tham gia hồng môn yến. Lâm Lan Chi vừa thấy là Lý Tiểu Phàm, trong lòng âm thầm thiêu đốt ngọn lửa giận. Như thế nào một thân cô độc tới dự yến, những mỹ nữ bên cạnh anh đâu rồi? Hừ, khẳng định là bị người ta đá rồi, tôi sớm đã nói với anh chẳng qua chính là một tên quê mùa. Kết quả lời cô ta vừa nói xong, trước cửa liền vang lên một giọng nói trong trẻo, ha ha, ai nói anh ấy bị người ta đá rồi? Người tới chính là đại minh tinh Mộ Dung Hoán Sa. Cô ấy vừa mới xuống máy bay, liền lập tức không nghỉ ngơi mà vội vàng tới. Mấy em gái tự ti cúi thấp đầu, so với đại minh tinh người ta, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám vịt xấu xí mà thôi. Trong ánh mắt như giết người của đám người, Mộ Dung Hoán Sa ôm lấy cánh tay Lý Tiểu Phàm. Lần trước là tôi làm không đúng, anh đừng tức giận tôi nữa nhé. Lý Tiểu Phàm không chút dấu vết rút cánh tay ra, tôi là tới giết người, cô tới làm gì? Lời này vừa nói ra, đám người hận không thể mỗi người một bãi nước bọt đem tên tiểu tử này dìm chết. Trần Hiền Phú càng là tức giận đố kỵ, hận không thể đem Lý Tiểu Phàm bóp chết. Dựa vào cái gì phụ nữ xinh đẹp đều vây quanh hắn, bản thân rốt cuộc có điểm nào không bằng hắn? Sau đó, hắn ta lạnh lùng cười một cái, não cậu là bị ngấm nước sao? Bất luận vị nào ở đây cũng đều là người có thân phận có địa vị, cậu lại dám kiêu ngạo hồ ngôn loạn ngữ, tôi nếu như là cậu thì sớm đã cút về quê trồng rau rồi, miễn phải ở đây làm mất mặt người khác. Lý Tiểu Phàm vung tay chính là một cái bạt tai, nặng nề đánh lên mặt Trần Hiền Phú, lại ở trước mặt tôi nhảy nhót, liền giết chết cậu. Cỗ sắc khí sắc bén này dọa Trần Hiền Phú sợ hãi, đến rắn đều không dám thả một cái. Nhưng đột nhiên trên đầu truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, Lý Tiểu Phàm, mày rất tốt, lại dám ở địa bàn của tao động thủ đánh người, vậy hôm nay mày liền lưu lại nơi này đi. Người nói chính là Trần Hiền Lực, tư thái cao cao tại thượng đó giống như thần linh nhìn xuống chúng sinh vậy. Trần Hiền Phú nhất thời kiêu ngạo hẳn lên, cho dù cậu có tài giỏi đi nữa cũng không thể nào là đối thủ của đại ca tôi. Lâm Lan Chi cũng ở một bên vui vẻ khi người gặp họa, Lý Tiểu Phàm hiện tại gây họa lên người rồi, đáng đời. Lý Tiểu Phàm không hề để ý những lời mỉa mai này, ngẩng đầu nhìn lên Trần Hiền Lực lạnh lùng hỏi, chuyện ngắt điện ngắt nước trên công trình của tôi là do anh làm, phải chứ? Trần Hiền Lực cười nói, không sai, chính là lão tử làm, có giỏi mày cắn tao đi, ha ha. Mày phế anh em của tao, diệt một đời của mày, tất cả những gì tao làm chẳng qua là thay em trai đòi lại chút tiền lãi mà thôi. Lý Tiểu Phàm mạnh mẽ giơ tay lên, chỉ dựa vào anh cũng xứng cùng tôi nói lời này, cút xuống cho tôi. Trần Hiền Lực vô cùng phẫn nộ, tiểu tử, chết đến nơi rồi vẫn còn. Kết quả hắn còn chưa nói xong liền thấy một thứ siêu nhanh bay tới, một giây sau, hắn liền bị một bàn tay vô hình chặt chẽ giữ lấy, đồng thời hung hăng kéo xuống. Trần Hiền Lực giữa không trung vất vả dãy ruộng, lại căn bản không chút xê chuyển. Thả tao ra, tên khốn khiếp mày, Lý Tiểu Phàm tức giận quát một tiếng, im miệng. Sau đó bàn tay vung một cái, đem hắn nặng nề ném xuống sàn nhà lầu 1. Trần Hiền Lực lật người, thế mà lại nhìn thấy một cái lỗ hình người rất sâu. Nhưng hắn vẫn là không biết chết tâm, một con cá chép dãy nảy mình, đứng dậy hướng về phía Lý Tiểu Phàm xông tới. Tốc độ của hắn nhanh như tia chớp, trong tay không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một thanh chủy thủ sáng lạnh. Nhưng Lý Tiểu Phàm lại đứng đó không hề nhúc nhích, bởi vì anh ấy sớm ngờ tới Tiểu Liên Ưu sẽ xuất thủ. Chủ nhân, loại kiến dế này giao cho ta. Lời vừa dứt, Tiểu Liên Ưu nhanh nhẹn như chớp lóe, một tay đem đầu Trần Hiền Lực đập trên mặt đất. Như vậy còn chưa xong, chỉ nghe thấy vang lên liên tục mấy tiếng ầm ầm, cô ấy lại đem Trần Hiền Lực từ nơi đó mạnh mẽ kéo đến một nơi khác. Tại chỗ trực tiếp nổ ra một cái hố lớn, cả đại sảnh yến hội đều run rẩy. Tiểu Liên Ưu lại mặt đầy vẻ cười dữ tợn. Đám người chấn kinh không thôi, nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin đây là sự thật. Từ nhỏ, Trần Hiền Lực chính là thiên tài luyện võ, hơn nữa còn bái thế ngoại cao nhân làm thầy, thế mà lại đến một tiểu cô nương đều đánh không lại. Trần Hiền Phú đồng dạng há hốc miệng, con bé này là ai, thế mà đến đại ca đều không phải là đối thủ của cô ta. Chính vào lúc này, trong hố sâu truyền ra một trận ho hắng. Trần Hiền Lực run rẩy từ trong hố bò ra. Lý Tiểu Phàm, mày đừng đắc ý, đợi lôi thiếu xuống, mày liền chết chắc. Cùng lúc hắn nói chuyện, ngọc truy trên cổ đột nhiên trượt xuống. Giây phút nhìn thấy vật này, Tiểu Liên Ưu lại mạnh mẽ mở to hai mắt. Một khối mặt dây chuyền bình thường nhặt ven đường thế mà lại là pháp bảo tôi thể huyền ngọc thượng đẳng, Tiểu Liên Ưu trực tiếp ngây ngốc. Chẳng trách đối phương ăn một chiêu của mình còn có thể bò dậy, nếu như có thể lấy được nó, bản thân mình có thể khôi phục pháp tương, thực lực cũng sẽ càng tiến một bước. Nhưng cô ấy lại không biết chủ nhân có muốn nó hay không, thế là cô ấy xoay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Phàm. Nào ngờ Lý Tiểu Phàm căn bản không thèm để ý, trong mắt ta, thứ đồ này không có bất cứ tác dụng nào, nhưng mà trong đó hàm chứa một tia ma khí, đối với người tu luyện ma công có tác dụng rất lớn, liền cho người đó. Tiểu Liên Ưu nhất thời vui vẻ ra mặt, vội vàng khom lưng hướng Lý Tiểu Phàm nói lời cảm ơn. Nhìn thấy một màn này, Trần Hiền Lực toàn thân đều run cầm cập, nhưng Tiểu Liên Ưu lại càng thêm hưng phấn, vươn ma chảo bổ sát tới, trực tiếp một trường vỗ lên trên người hắn. Trần Hiền Lực đau tới kêu lên một tiếng, lôi thiếu, cứu tôi. Tiểu Liên Ưu mới không quản nhiều như thế, một tay giằng lấy khối mặt dây chuyền, sau đó lạnh lùng cười một cái, dám đối đầu với chủ nhân ta, tìm chết. Nói xong liền định hút lấy dương khí, thời khắc quan trọng, một đạo thân ảnh đột nhiên trước thân xuất hiện.
Người đến chính là Lôi Vân Thiên, hắn một quyền tích lực đánh ra, ngăn cản được bước tiến của Tiểu Liên Ưu, Trần Hiển Lực ha ha cười lớn. Lần này đừng nói một tên Lý Tiểu Phàm, cho dù là 10 tên 100 tên cũng chỉ có phận bị nghiền chết thôi. Chỉ thấy Lôi Vân Thiên mạnh mẽ dùng lực một cái, rắc một tiếng vang lên, phá vỡ cương khí hộ thể của Tiểu Liên Ưu, thậm chí còn đem cô ấy đánh lui về sau mấy bước. Lôi Vân Thiên kiêu ngạo mở miệng nói, Lý Tiểu Phàm ta không làm khó ngươi, tự phế hai cánh tay, quỳ xuống xin lỗi huynh đệ Trần gia, từ nay vĩnh viễn cút khỏi Sở Châu, ta liền cho phép ngươi sống rời khỏi. Cũng chính vào lúc này, cửa lớn đại sảnh yến hội đột nhiên mở ra, Sở Thiên Chính dẫn theo cháu gái bước vào. Lý tiên sinh, mấy ngày nay tôi vừa đúng lúc ra ngoài nghỉ ngơi, vừa nghe trên công trình gặp phải phiền phức liền vội vàng quay về. Đám người nhìn rõ người đến là Sở Thiên Chính vội vàng cúi đầu hành lễ đối với ông ấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại kinh động đến cả đại gia tộc lớn như nhà họ Sở? Anh là không biết rồi, Lôi Vân Thiên từ nhỏ đã chung tình với Sở Tuyết Liên, lần này anh ấy quay về Sở Châu chính là vì cưới đại tiểu thư nhà họ Sở. Lôi Vân Thiên tự tin tưởng rằng Sở Tuyết Liên chắc chắn là tới gặp mình, nhất thời vui vẻ hết giận, tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Nhưng Sở Tuyết Liên lại trực tiếp không để ý anh ta, đi thẳng về phía Lý Tiểu Phàm, sau đó chắp tay hơi khom người, lão sư, đệ tử tới muộn, vẫn mong bớt giận. Lý Tiểu Phàm tùy ý xua tay, không sao, thấy một màn này, đám người nhất thời nghị luận ào ào. Bình thường Sở Tuyết Liên cao lãnh như vậy, như thế nào tới trước mặt Lý Tiểu Phàm liền trở nên dịu dàng thế này. Lúc này Sở Thiên Chính đột nhiên mở miệng, Lôi Vân Thiên, Lý Tiên Sinh há là người cậu có thể chọc vào. Niệm tình ta nhìn cậu từ nhỏ lớn lên, ta thay cậu hướng Lý Tiên Sinh cầu tình, còn không mau tới xin lỗi nhận sai. Nghe vậy, Lôi Vân Thiên cười khinh miệt một cái, tôi kính ông mới gọi ông một tiếng Sở lão, tôi không kính ông chính là một lão bất tử. Cả Sở Châu này lẽ nào còn có người tôi không chọc vào nổi. Sở Thiên Chính vuốt ngực tức giận nói, hỗn trướng, ta đây chính là đang cứu mạng cậu, Lý Tiên Sinh chính là thiếu niên tông sư Lý Thái Huyền, danh chấn Sở Châu. Lôi Vân Thiên căn bản không tin, chỉ dựa vào hắn, từ lúc nào danh hiệu tông sư liền trở thành không đáng một xu như thế, con chó con mèo nào cũng đều dám tự xưng là tông sư rồi. Sở Châu các người không phải là không còn người rồi chứ, thế mà lại gọi một tên tiểu tử là tông sư, thật là khiến người ta cười rất hàm. Sở Tuyết Liên nhất thời nhíu mày, anh có tư cách gì ăn nói ngông cuồng với lão sư, ở trước mặt anh ấy, anh đến tư cách nói chuyện đều không có. Nghe thấy Sở Tuyết Liên thay Lý Tiểu Phàm nói chuyện, Lôi Vân Thiên càng tăng lửa giận. Thật không ngờ, em vì loại người này mắng tôi, cả Sở Châu này ai không biết Sở Tuyết Liên em chính là người phụ nữ của tôi. Sở Tuyết Liên triệt để tức giận, anh đủ rồi, giữa anh và tôi không có bất cứ quan hệ nào, rõ ràng chính là anh tự mình đa tình. Nghe thấy lời này, Lôi Vân Thiên tức tới một quyền đánh tan chiếc bàn lớn trước mặt. Tuyết Liên, anh không ngờ em vì tiểu tử này đối với anh như thế, uổng công anh đối với em một mực thâm tình, hôm nay anh sẽ đem hắn ta tháo thành tám mảnh. Để em tận mắt nhìn thấy người đàn ông em để ý, dưới tay tôi, đến con kiến cũng không bằng, tôi phải khiến hắn cầu sống không được cầu chết không xong. Sở Thiên Chính vội vàng nhắc nhở Lý Tiểu Phàm, Lôi Vân Thiên quanh năm chém giết trên chiến trường. Một thân sát phạt máu huyết không ai địch nổi, đây cũng là nguyên nhân cậu ta có thể lập uy một thời đại thiếu niên Sở Châu. Lý Tiểu Phàm bình tĩnh lắc đầu, không sao, tôi ngược lại là muốn mở mang kiến thức, đệ tử của Long Thiên Cương rốt cuộc có bản lĩnh lớn thế nào. Lời vừa dứt, anh ấy đột nhiên nhìn về phía Trần Hiển Lực đang ngồi trong hố. Nhưng mà trước lúc đó, tôi còn có chuyện phải làm. Chỉ thấy anh ấy chớp hiện đến trước mặt Trần Hiển Lực. Anh hại chết hai người công nhân ngõ Vạn Hoa, người bị đánh thương càng là đếm không xuể, phạm phải trọng tội nhiều như thế, tôi liền giữ không được anh. Trần Hiển Lực nhìn thấy ánh mắt giết người của Lý Tiểu Phàm triệt để sợ hãi rồi, đau đớn cầu xin Lôi thiếu cứu bản thân một mạng. Lôi Vân Thiên chớp thân ngăn cản Lý Tiểu Phàm, lẽ nào ngươi vẫn còn dám ở trước mặt ta động thủ hại người? Lý Tiểu Phàm chậm chậm giơ tay phải, cho dù ở trước mặt ngươi giết người thì lại thế nào, chỉ dựa vào ngươi có thể cản nổi ta? Chính mới vừa rồi, Lý Tiểu Phàm giơ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp xuyên thủng tâm mi của Trần Hiển Lực, sau đó rầm một tiếng, Trần Hiển Lực thậm chí còn không thể phát ra một tiếng kêu thảm, liền cứ như vậy lãnh cơm hộp. Mà Trần Hiển Phú ngồi trên xe lăn gấp tới suýt chút nữa đứng bật dậy, nhìn thấy giọt máu rơi trên tay, Lôi Vân Thiên trong lòng hung hăng chấn động, nội kình ngoại phóng thật lợi hại, thế mà đến ta đều ngăn chặn không nổi. Đám người đều trợn mắt há miệng, bọn họ đều không ngờ tới Lý Tiểu Phàm thế mà lại đáng sợ như vậy. Mộ Dung Hoán Sa đồng dạng chấn kinh, anh ấy vừa mới nói tới giết người liền thật sự giết rồi. Lôi Vân Thiên cứng rắn siết chặt hai quyền, một khắc này lại không thu liễm thực lực, chỉ thấy hắn dưới chân nhấn một cái, thân thể mạnh mẽ bắn vọt ra, đỉnh đầu thế mà lại xuất hiện hư ảnh của một con thanh long, hướng về phía sau lưng Lý Tiểu Phàm đánh tới. Lập tức liền có người nhận ra chiêu này, đây chính là Băng Long Quyền, tuyệt chiêu thành danh của Long Thiên Cương 10 năm trước lĩnh ngộ ra. Thấy một màn này, Trần Hiển Phú kinh hãi tức giận đan xen, Lý Tiểu Phàm, mày hôm nay nhất định chết không nghi ngờ, tao phải dùng thi thể mày hiến tế anh trai tao. Đối mặt với một đòn kinh người như vậy, Lý Tiểu Phàm lại như cũ không tránh không né. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng lớn vang lên, cả hiện trường giống như bom hạt nhân phát nổ, nhất thời khói bụi đầy trời. Lôi Vân Thiên lộ ra vẻ đắc ý, he he, ta chính là không tin tiểu tử này có thể chịu nổi một quyền này. Nhưng một giây sau, đồng tử của hắn lại co rút kịch liệt. Bởi vì sau khi khói bụi tản đi, hắn nhìn rõ ràng Lý Tiểu Phàm chỉ dùng một ngón tay, liền khiến thân thể của hắn không cách nào tiến lên phía trước một chút. Phải biết một quyền này của hắn, ít nhất đã hàm chứa 6 phần sức mạnh.
Nhìn thấy hai đạo thân ảnh ở hiện trường, tất cả mọi người đều kinh ngốc luôn. Giây lát hoảng hốt, còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ. Lý Tiểu Phàm khinh miệt cười một cái, đệ nhất đại thiếu Sở Châu, hữu danh vô thực. Ta cho dù nhiều ngươi một tay, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lôi Vân Thiên tức giận đáp, đây là ngươi ép ta. Một chiêu này từ sau khi ta luyện thành, trước giờ không có cơ hội thi triển. Đến sư phụ đều khuyên bảo ta, không tới bước đường vạn bất đắc dĩ, không thể dễ dàng sử dụng. Lời hắn vừa dứt, một tiếng hét lớn vang lên, khí thế cũng theo đó không ngừng tăng lên. Trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện kim cương pháp tương chi thân, đồng thời hai mắt càng là thiêu đốt lên hai ngọn lửa mãnh liệt. Hôm nay ta muốn ngươi chết. Nói xong, thân hình hắn chớp một cái, nắm đấm mang theo pháp tương chi thân xông về phía Lý Tiểu Phàm. Mắt thấy nắm đấm sắp đánh trúng bản thân, Lý Tiểu Phàm lại vẫn vân đạm phong khinh như cũ. Lôi Vân Thiên trong thời gian ngắn ngủi vài cái hít thở liền xuất ra trăm ngàn lần vung quyền, toàn bộ đều bị Lý Tiểu Phàm không biết bao nhiêu lần cản lại. Cuối cùng anh ấy cũng lười chơi rồi, bắt lấy nắm đấm của hắn một cái. Dưới sự bất lực, Lôi Vân Thiên chỉ đành hét to một tiếng, kim cương lực sĩ, chấn cho ta. Pháp Tương lập tức giơ tay lên, chuẩn bị chấn phong Lý Tiểu Phàm. Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tiểu Phàm đẩy nắm đấm của Lôi Vân Thiên ra, sau đó lùi một bước về sau. Lôi Vân Thiên nhất thời không giữ vững trọng tâm, loạng choạng một cái ngã xuống mặt đất. Mà Lý Tiểu Phàm lại nhẹ nhàng nâng tay trái lên, một bàn tay ánh sáng nhất thời xuất hiện, thành công cản lại chiêu này của kim cương Pháp Tương. Lôi Vân Thiên liên tục kinh hô, đây không thể nào, thực lực của người làm sao có thể mạnh như vậy, tiếp nhiều quyền như thế của ta đều không hề bị thương. Lý Tiểu Phàm nhàn nhạt nói, đây chính là một kích toàn lực, khí thế quả thực không tồi, nhưng mà đáng tiếc đối với ta vô dụng, hiện tại có phải là đến lượt ta rồi. Nghe thấy vậy, Lôi Vân Thiên toàn thân chấn động, Sở Thiên Chính càng là dọa tới vội vàng hô lên một tiếng, thủ hạ lưu tình a Lý tiên sinh. Đáng tiếc lúc này đã muộn, Lý Tiểu Phàm đột nhiên xuất kích, Lôi Vân Thiên dùng hai cánh tay liều mạng ngăn chặn, nhưng lại cũng vô ích. Dưới lực đạo hung mãnh, không chỉ kim cương pháp tương chi thân bị xé nát, liền đến Lôi Vân Thiên cũng bị nặng nề đập vào bức tường phía sau. Cùng với nóng rát trước ngực truyền tới, hắn nhất thời ho ra một ngụm máu lớn. Nhìn thấy một màn bi tráng thê thảm này, đám người Trần Hiển Phú liên tục đổ mồ hôi lạnh. Lý Tiểu Phàm, mày còn là người sao? Lúc này Sở Thiên Chính chắp tay nói, Lôi Vân Thiên là con trai người bạn quá cố của ta, tâm tính quả thực không tồi, xin ngài nể mặt lão phu tha cho nó một mạng. Huống hồ nó cũng là đội viên đại đội Thương Long, ngày sau Lý tiên sinh trưởng quản đại đội Thương Long cũng có thể dùng được hắn. Lý Tiểu Phàm giống như thần chết chậm chậm đi về phía Lôi Vân Thiên, niệm tình Sở lão gia tử, ta tha cho ngươi một mạng, Lôi Vân Thiên, ngươi phục hay không phục? Hắn từng được khen là đệ nhất cuồng thiếu Sở Châu, hôm nay lại bị người ta đánh thành chó nhà có tang. Lý Tiểu Phàm lạnh lùng từ trên cao cúi xuống nhìn Lôi Vân Thiên, ngươi phục hay không phục? Lôi Vân Thiên máu tươi không ngừng chảy, lại như cũ rất là cứng miệng, ta không phục, một mình làm một mình chịu, không cần người khác cầu tình thay ta. Thế này khiến Sở Thiên Chính tức chết rồi, chỉ vào hắn lại là một trận mắng mỏ. Lý tiên sinh, ngài không cần để ý nghịch tử này, tôi liền mang nó về, thay cha nó nghiêm khắc quản giáo, không để nó lại gây chuyện thị phi. Ra khỏi nhà họ Trần, Sở Thiên Chính hướng Lý Tiểu Phàm đảm bảo, kể từ đêm nay, Trần gia bị khai trừ khỏi thế lực Sở Châu, còn ngõ Vạn Hoa bên đó cũng sẽ phân phó người khởi công lại lần nữa. Mấy ngày sau, Lý Tiểu Phàm một mình tới công trình ngõ Vạn Hoa, với tiến triển này, lại qua một khoảng thời gian nữa có lẽ liền có thể mở cửa rồi. Cũng chính vào lúc này, điện thoại của anh ấy vang lên, chính là phụ thân gọi tới, Tiểu Phàm, là cha. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Lý Tiểu Phàm nước mắt nóng lên, cũng may vẫn chưa rơi lệ. Sau đó liền nghe thấy đầu bên kia nói, ta tới Sở Châu rồi, hiện tại chính là ở nhà dì Ngô của con mau chóng qua đây đi, cha có chuyện muốn hỏi con. Lý Tiểu Phàm bỏ điện thoại xuống, rảo bước về phía nhà Ngô Thanh Sương. Nhưng còn chưa đợi anh ấy bước vào cửa, liền nghe thấy âm thanh cay nghiệt chua chát của mẹ Ngô. Lý lão đầu, ông nói Thanh Sương nhà chúng tôi rốt cuộc có điểm nào không xứng với con trai ông, nó lại dám ở bên ngoài cùng đám con gái không đứng đắn qua lại, thật là quá không có lý lẽ rồi. Sau đó liền nghe thấy âm thanh của cha Lý theo đó truyền tới. Bà trước tiên đừng tức giận, tôi hiểu Tiểu Phàm, nó không phải là loại người đó, trong này chắc chắn có gì hiểu lầm, đợi nó tới đây để tôi hỏi cho rõ ràng. Mẹ Ngô tức tới liên tục hét lớn, làm gì có hiểu lầm gì, con trai ông nhẫn tâm vứt bỏ con gái tôi liền phải bồi thường phí tổn thất thanh xuân cho nó, bằng không chuyện này không xong đâu. Thì ra Ngô Thanh Sương hiện tại hiểu rõ đã không thể ở bên Lý Tiểu Phàm, dứt khoát cố ý gọi bố anh ấy tới, lấy đó biến thành uy hiếp tiền bạc. Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Phàm hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng xuống, tiến lên gõ cửa, rất nhanh cửa phòng liền mở ra. Tới mở cửa chính là Ngô Thanh Sương, cô ta cúi thấp đầu, bộ dạng không thèm để ý, mẹ Ngô vừa nhìn thấy là Lý Tiểu Phàm liền đứng phắt dậy khỏi ghế. Mày còn có mặt mũi tới sao, nói, vì sao lại vứt bỏ con gái tao? Nhưng Lý Tiểu Phàm lại lựa chọn không quan tâm, gắt gao ôm chặt lấy phụ thân. Kiếp trước cái chết của phụ thân là nỗi tiếc nuối anh ấy không cách nào bù đắp, hôm nay chuyển thế sửa chữa, anh ấy thề, đời này kiếp này, phải dùng tính mạng bảo vệ phụ thân, đồng thời cũng phải tra rõ hung thủ thật sự hại chết phụ thân, nhất định phải khiến hắn trả lại gấp trăm ngàn lần. Phụ thân sững sờ một cái, vội vàng vỗ lưng Lý Tiểu Phàm. Tiểu tử thối, chẳng qua mới hơn một tháng không gặp mặt, con kích động cái gì? Lý Tiểu Phàm trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đối với ông ấy chỉ mới hơn một tháng, nhưng đối với mình lại lâu tới ngàn năm. Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, mẹ Ngô lại không thể kiên nhẫn nổi.